chẳng lẽ nàng còn lừa dối ta sao? thiện hải long không rõ lừa dối, như hữu đảo sở dĩ ta có ấn tượng là bởi vì lúc đó nàng chiêu đãi không tệ, sau khi tố khổ, ta từng đáp ứng nàng, có cơ hội gặp ngươi sẽ giúp nàng xả giận, cho ngươi chút giáo huấn, lẽ nào là lừa dối ta, muốn mượn tay ta? lời này vừa nói ra, làm trong lòng thiện hải long căng thẳng, hóa ra gọi mình qua một bên là muốn dạy dỗ mình. sở dĩ hắn chạy đến nơi này ở lại cũng là vì mau lư sơn trang a. Thời điểm Ngưu Hữu Đạo mời chào đám người Hắc Mẫu Đơn hắn không biết, sau đó danh khí của Ngưu Hữu Đạo lớn dần, Hắc Mẫu Đơn, Lôi Tông Khang, Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng ở bên người Ngưu Hữu Đạo, tùy tiện cái nào cũng danh chấn thiên hạ, lần này mới phát hiện đám người Hắc Mẫu Đơn đi theo Ngưu Hữu Đạo, bắt đầu có chút quan tâm. Mới đầu cũng không có gì, huống chi sau đó Hắc Mẫu Đơn chết rồi. Để hắn không nghĩ tới là, Ngưu Hữu Đạo quật khởi quá nhanh, cuối cùng vậy mà có thực lực đối kháng triều đình Yên Quốc, đám người đoạn hổ cũng chẳng khác nào đứng vững gót chân ở tu tiên giới, dựa vào nghiêu hữu đạo, quyền lực có thể nói không nhỏ. Người khác có lẽ không biết đám người đoạn hổ và hắc mẫu đơn giao tình sâu bao nhiêu, nhưng hắn từng là một thành viên trong đó là rất rõ ràng, thậm chí lúc trước ba gia hỏa kia từng truy sát hắn, cuối cùng bởi vì thế lực của kim tước mà không làm gì được hắn. Hắn cũng muốn vận dụng thế lực kim tước giết ngược đối phương, chấm dứt hậu hoạt, nhưng lại bất tiện, giết huynh đệ cũ của mình, sợ rằng nhạc phụ đại nhân sẽ có cái nhìn không tốt nói chung sau khi phát hiện ba người đoạn hổ hắn vẫn lo lắng sẽ gây bất lợi cho mình nhưng mà có kim tước ngược lại cũng không quá lo nhưng theo hàn quốc tống quốc và yên quốc khai chiến kim tước tới tiền tuyến thống quân chủ lực hộ vệ của kim phủ đều đi theo kim tước thêm nữa kim tước lại rất có khả năng giao thủ với thế lực nam châu hắn càng ngày càng bất an lần này mới dựa vào lực lượng phòng ngự trong phủ có hạn làm lý do tiến vào thiên hành tông kết quả mãi cho đến hiện tại vốn tưởng rằng nghiêu hữu đạo đã chết sự tình sẽ khá hơn một chút, ai biết trước mắt lại chạy tới một người không biết sâu cạn, nói muốn giáo huấn hắn, phát hiện sự tình làm mình bất an rốt cuộc xuất hiện. Lúc này Thiện Hải Long cười khổ không thôi, có lừa dối hay không, tại hạ không biết, nhưng nàng nói vậy hẳn là không có nhắc qua dèm pha của nàng. như Hữu Đạo, dèm pha gì? Thiện Hải Long ngửa mặt lên trời thở dài, Hắc Mẫu Đơn đã chết rồi, nhắc lại lại có ý nghĩa gì, ta cũng không muốn làm nhục một người đã mất. Biết Hắc Mẫu Đơn chết rồi, như Hữu Đạo minh bạch sợ là vị này rất quan tâm bên hắc mẫu đơn, chỉ là giả bộ không biết. Nữ nhân kia chết rồi, ta chỉ biết chủ nhân của Mao Lư Sơn Trang là Nghiêu Hữu Đạo chết, nàng làm sao cũng chết. Thiện Hải Long lắc đầu, tình hình cụ thể không biết, chỉ biết đã chết rồi. Nghiêu Hữu Đạo, sự tình này ta vốn suýt chút nữa thì quên, người lại chết rồi, hứa hẹn với người chết càng không nên quên. Người tốt nhất nói rõ ràng là rèm pha gì, nếu không đừng trách ta không khách khí. Kim tước gì gì đó, ta còn thực không để vào mắt, người có tin coi như ta ở trong này động ngươi, văn hoa cũng sẽ không nhiều lời hay không. Thiện Hải Long căng thẳng, nhưng mặt ngoài y nguyên cười khổ lắc đầu nói. Tiên sinh đã nhất định muốn biết, ta cũng không muốn tiên sinh có hiểu lầm gì đó, chuyện xấu trong nhà A. À. Có lẽ là thời gian làm tán tu quá mức gian khổ, cũng xác thực là ta không có năng lực cho nàng cái gì. Đương nhiên, có chút tình huống ở trong nữ tán tu cũng thường thấy, sự tình nàng và một vài nam nhân không sạch sẽ ta cũng mơ hồ nhận ra, nhưng vẫn không phát hiện được thẳng đến về sau nữ nhân kia ở sau lưng ta cùng một nam nhân có quyền thế ăn nằm bị ta phát hiện chính bởi vì sự tình này ta mới phẫn nộ rời đi sau đó thấy ta dường như hơi có tiền đồ lại đến đòi gặp ta không có thời gian để ý nàng tất nhiên là sẽ hận ta nghiêu hữu đạo hờ hững nói ngươi nói nam nhân có quyền thế kia chẳng lẽ là nghiêu hữu đạo thiện hải long lắc đầu là đồng môn của tây hải trưởng môn trưởng lão vạn thú môn triều kính hai người pha trộn rất lâu, bất quá nghe nói chiều kính cũng chết. Còn Ngưu Hữu Đạo, bằng bản tính dâm đáng của nữ nhân kia, hai người đã làm gì còn phải nói sao? Nhìn hắn ra vẻ đạo mạo, hai tay Ngưu Hữu Đạo chắp ở phía sau dần dần tạo thành nắm đấm, nhàn nhạt hỏi. Người đã có vợ mới, phu nhân ngươi không để ý chuyện này sao? Thiện Hải Long ngẩn ra, bị đối phương nói chúng rồi, lúc trước thời điểm vứt bỏ hắc mẫu đơn kết duyên với nữ nhi của Kim Tước, đối mặt Kim Phượng tự nhiên là làm ra hình tượng người bị hại, nhưng hắn làm sao có thể nói như vậy cười khổ nói phu nhân ta đối với sự tình này cũng biết một chút nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm đối phương đối phương nói sự tình là thật hay giả hắn tự có phán đoán hắc mẫu đơn có phải bản tính dâm đãng hay không hắn biết rõ không tồn tại tối đa chỉ là nhu cầu bản tính của một nữ nhân mà thôi đương nhiên cũng đích xác từng có ý tứ nguyện ý khoan y giải đái với hắn nhưng không hề liên quan quái gì tới dâm đãng chỉ là muốn lại tìm một nam nhân hoặc nói là sau bao nhiêu năm phiêu bạt bất định gặp gỡ bỉ ngạn, muốn tìm như hữu đạo làm điểm dựa vào mà thôi. Sự tình chiều kính, đám người đoạn hổ đều biết là chuyện gì xảy ra. Thê tử chịu nhục, thiện hải long không dám tìm chiều kính báo thù, hoặc là nói không có năng lực báo thù, ngược lại thành lý do để thiện hải long bỏ rơi hắc mẫu đơn. Hắn lấy lý do này làm văn, thanh bạch của hắc mẫu đơn bị làm bẩn cũng không thể nói gì được, chỉ có thể chấp nhận. Bất kể là thiện hải long hay chiều kính, hắc mẫu đơn đều không muốn nhắc tới, lại đi tìm vị này đòi tiền là sự tình không thể. Thiện Hải Long bị hắn nhìn chăm chú cả người không dễ chịu. Nắm đấm của Ngưu Hữu Đạo chậm rãi buông ra, bỗng nhiên nhấc tay, vỗ vào bả vai hắn. Thôi, đều đã qua, hảo hảo qua tháng ngày của ngươi đi. Thiện Hải Long như chút được gánh nặng, gượng ép nở nụ cười, giả vờ ung dung nói. Phải, đều đã qua, tại hạ cũng không muốn nói thêm. Trở về đi, Ngưu Hữu Đạo xoay người rời đi. Hắn vốn định thay hắc mẫu đơn rửa hận, vốn muốn tìm vị này tính sổ, nhưng sau khi thấy người này, đột nhiên lại cảm thấy đần độn vô vị, cảm thấy nam nhân này sống cũng là một loại dần vật. Tuy là tu sĩ, nhưng như một người bình thường đến không thể lại bình thường, đã không còn huyết tính, cũng không có hăng hái và dã tâm, chỉ có thể dựa vào phỉ báng một nữ nhân để cầu sinh. Nghiêu hiểu đạo không phải nói xuông, mà là thật thôi, thật buông tha hắn, bởi vì phát hiện giết loại người này quả thực là chuyện cười, ngay cả tư cách để hắn hạ sát thủ cũng không có, giết loại người này quả thực là sỉ nhục hắc mẫu đơn. Hiện tại hắn đại khái có chút minh bạch, lúc hắc mẫu đơn và thiện hải long vẫn là phu thê, thiện hải long có nơi đi càng tốt, vì cái gì đám người đoạn hổ không theo, mà nhận một nữ nhân như hắc mẫu đơn làm đầu lính. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng, lúc đó nếu như không có hắc mẫu đơn, sợ là đám người đoạn hổ sẽ không làm bạn với thiện hải long. mươi 1854, vô lượng quả, đã phát xong. Kỳ thực hắc mẫu đơn cũng không có năng lực gì, rất bình thường, nhưng năm đó ở trích tinh thành, ngoài khách sạn nhiều tán tu như vậy tìm cơ hội, hắc mẫu đơn cũng tìm cơ hội, ở dưới tình huống trong tay túng quấn, cũng dám vào khách sạn tìm hắn khẩn cầu, đối mặt nghiêu hữu đạo yêu cầu vô lễ, hắc mẫu đơn dám lực bài chúng nghị đập ra số tiền lớn thỏa mãn, số tiền kia đối với bọn hắn lúc đó mà nói, đích xác là một rất số tiền lớn. Thay đổi tán tu khác, ở dưới tình huống mặt mày cũng không thấy, để bọn hắn ra số tiền kia, sợ rằng không ít người cho là lừa đảo, chỉ ít lúc đó đám người đoạn hổ là cực lực phản đối, giống như đa số tán tu, đều cho rằng kia có khả năng là lựa chọn sai lầm. Lúc thoát thân tề quốc, hắc mẫu đơn không nghe nghiêu hiếu đạo phân phó, lại làm ra một lựa chọn sai lầm, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, hy vọng có thể giúp nghiêu hiếu đạo dẫn truy binh, kết quả hại tính mạng của mình, có thể nói là tự mình hại mình. Đối mặt lựa chọn của hai vợ chồng kia, hiện tại nghiêu Hữu đạo cũng không rõ ai đúng ai sai thiện hải long hẳn là dựa vào hắc mẫu đơn có chỗ đứng trong đoàn đội sau khi thoát ly lại dựa vào nữ nhi của kim tước tiếp đó dựa vào kim tước bây giờ sợ là muốn dựa vào nữ nhi nhưng ít ra thiện hải long còn sống khỏe ri nhưng hắc mẫu đơn chết rồi lựa chọn của hai vợ chồng ai đúng ai sai nhưng chỉ ít nghiêu hữu đạo rõ ràng một điểm hắc mẫu đơn không đề cập tới tên của người này là đúng không phải bởi vì cừu hật mà là không đáng nhắc tới trở lại phía trước thiện hải long bị nghiêu hữu đạo nháo trò như vậy cũng không còn tâm tư kết giao. Đang muốn rời đi, một tên đệ tử đi tới, "Thiện tiên sinh, thái thượng mời ngài qua một chuyến." Thiện Hải Long sững sờ, gật đầu nói, "Được, tạm biệt thê nữ, đi tới chính sảnh, nhìn thấy Văn Hoa đứng yên trong phòng, vội vàng tiến lên hành lễ. Văn Hoa nhấc tay, ra hiệu không cần đa lễ, trực tiếp hỏi, "Nghe nói Ngô tiên sinh mời ngươi làm hướng đạo đi dạo một chút." Thiện Hải Long, "Vâng, Văn Hoa, hắn nói với ngươi những chuyện gì?" thiện hải long không muốn nói đến sự tình vợ trước cũng không nói gì chính để tại hạ giới thiệu phong cảnh một chút văn hoa hỏi ngươi không nói ra lời gì chọc giận đối phương chứ thiện hải long vội nói sao dám quý khách của thái thượng trưởng lão tại hạ sao dám vô lễ văn hoa gật đầu không có tốt nhất đừng gây phiền toái cho mình minh bạch không vâng thiện hải long gật đầu lại thỉnh giáo thái thượng trưởng lão không biết vị ngô tiên sinh này đến tột cùng là thần thánh phương nào văn hoa sao dám thổ lộ thân phận của ngưu hữu đạo cau mày nói đối phương đã không muốn nói cho ngươi thì không nên hỏi nhiều nể tình tiên nhi lão phu nhắc nhở ngươi một câu ngươi nhớ kỹ người này khẳng định là người ngươi không trêu chọc nổi sau này nhìn thấy tận lực lảng tránh không có thực lực ngươi cho rằng ngươi và tây hải đường tán gẫu mấy vài câu vạn thú môn sẽ coi ngươi là sự việc thật muốn coi ngươi là sự việc chính là phiền phức của ngươi bắt đầu nhớ kỹ sau này đừng thấy người nào tới cũng nhảy ra gặp mặt, nước của tu tiên giới rất sâu, người không có năng lực đi lội, cũng không phải người có thể lội, đi nhầm sẽ chết đuối. Ngay cả vị này cũng nói như vậy, thiện hải long nhớ tới nghiêu hữu đạo từng nói, người có tin coi như ta ở trong này động ngươi, văn hoa cũng sẽ không nhiều lời nào hay không. Trong lòng dùng mình, cúi người nói, tạ ơn thái thượng trưởng lão nhắc nhở, ta đã minh bạch. Văn hoa, không có sự tình gì thì đừng ly khai sơn môn, không gây phiền toái cho mình chính là không gây phiền toái cho tiên nhi nhớ chưa hắn vẫn lo lắng ngưu Hiếu đạo sẽ gây bất lợi cho vị này vị này thật xảy ra sự tình gì mà nói đồ đệ của mình khẳng định sẽ không chịu bỏ qua mình sao có thể ngăn cản đồ đệ báo thủ giết cha không ngăn cản mà nói lại sao là đối thủ của ngưu hữu đạo để vị này trung thực ở trong thiên hành tông chí ít vẫn tương đối an toàn thiện hải long vâng văn hoa phất tay ra hiệu lui ra mấy ngày sau địa bàn tề quốc trên một chiếc thuyền như hữu đạo dịch dung, văn hoa và trưởng môn linh tông Yến Trục Thiên gặp mặt. Yến Trục Thiên lấy ra một hộp gỗ, đẩy lên trước mặt Như hữu đạo. Như hữu đạo nhìn hộp, rõ ràng có chút bất mãn, mở ra kiểm tra, chỉ thấy bên trong nằm ba viên thuốc, xì mũi nói. Yến trưởng môn thật hào phóng, có tới ba viên, hắn tìm đối phương yêu cầu thiên tế đan, đối phương ngược lại sảng khoái, tiện tay cho ngay, chỉ là số lượng không khỏi quá ít đi. Yến Trục Thiên, ai không có chuyện gì mang nó theo làm gì, mang theo bất tiện, trên người chỉ có 3 viên, quay đầu lại sẽ mang cho ngươi một chút. Nghiêu Hữu Đạo, 100 viên, Yến Trục Thiên lắc đầu, không phải không cho ngươi, mà là đồ vật này nếu lượng lớn, dễ dàng chọc người hoài nghi, 50 viên đi, ta sẽ dễ an bài hơn một chút. Được thôi, không làm khó dễ ngươi." Nghiêu Hữu Đạo bất đắc dĩ nói. "Hừ," văn Hoa liếc mắt nhìn hắn, cười gằn, bởi vì trước đó từ chỗ hắn lấy được 30 tấm thiên kiếm phù, sau khi Nghiêu Hữu Đạo được thiên kiếm phù cũng tỉnh ngộ ra lúc rời thiên hành tông lại quấn quyết Tây Hải Đường muốn 100 triệu kim tệ. Tây Hải Đường tự nhiên là không chịu cho, lại không phải giấy trắng, nói cho liền cho nha. Nhưng Nhiêu Hữu Đạo cũng có đạo lý, hiện tại hắn không thể đứng ra kiếm tiền, bên Ngọc Thương cũng gặp tai vạ, tiền bí phương rượu không thể lấy được nữa, để hắn làm sao lo liệu. Mà đối phương xác thực cũng có địa phương phải dùng tiền, một khi bại lộ sẽ liên lụy Tây Hải Đường hắn. Vạn thú môn làm buôn bán độc môn trong thiên hạ, đích xác là có rất nhiều tiền. Cuối cùng Tây Hải Đường cầm ra ngàn vạn kim phiếu, bảo trên người không mang theo nhiều tiền như vậy, về sau liên hệ sẽ cho. Thu hộp xong, Nghiêu Hữu Đạo lại nói, đúng rồi, ta cần linh nguyên đan, yến trục thiên, bao nhiêu, Nghiêu Hữu Đạo, đủ 4 năm người đột phá nguyên anh cảnh, yến trục thiên, có chút khó khăn, không phải ta không bỏ ra nổi, mà là phiêu miểu các nhìn rất chặt. Linh trùng thu thập từ thiên đô bí cảnh là nhu phẩm cần thiết luyện chế linh nguyên đan, lượng cung cấp cũng khống chế ở trên tay phiêu miểu các, trừ nộp lên cho phiêu miểu các còn lại cung cấp tu tiên giới có thể có bao nhiêu. Để ta một lần lấy ra nhất định sẽ gây nên hoài nghi, trừ khi liên tục cung cấp. Như hữu đạo ước lượng một lúc, bên Ngao Phong có thể đi ra hay không còn chưa chắc chắn, bên Thánh Cảnh ngược lại không gấp, Triệu Hùng ca thì không biết lúc nào sẽ sử dụng vô lượng quả, hắn và Quản Phương nghi tạm thời đều chưa tới thời cơ đột phá. Còn người khác sử dụng, có đại môn phái yểm hộ, không cần hắn đến nghĩ biện pháp. Cuối cùng gật đầu nói, được, vậy thì liên tục cung cấp sau khi thương lượng rõ ràng ba người rời đi trốn vào trong núi chạm trán với vân cơ như hữu đạo bắt chuyện một tiếng đi về nam châu hai người điều động phi cầm cỡ lớn bay lên không đến lúc này vô lượng quả trên căn bản phát xong lão tộc trưởng hồ tộc ngân cơ dùng một trái còn tặng hồ tộc một trái cho xa như lai và ngao phong một trái quản phương nghi cung lâm sách trung quốc tử triệu hùng ca tây hải đường văn hoa yến trục thiên mỗi người một trái còn lại một cái hắn khẳng định là để cho mình, người khác thì không có phần, cho viên cương cũng vô dụng, bằng không hắn khẳng định sẽ cho viên cương một trái. Nhưng số lượng đồ vật có hạn, chỉ có thể chọn lựa an bài. Hiện tại chỉ có quả của Ngao Phong nằm ở trạng thái chờ đợi, bởi vì không biết Ngao Phong đến tột cùng có thể đi ra hay không, nếu Ngao Phong không ra được, chỉ có thể làm an bài khác. Một đường bay qua Thiên Sơn Vạn Thủy, cuối cùng phản hồi Phủ Thành Nam Châu. Nhiều ngày không gặp, biết được tin tức nhiều hữu đạo trở về, quản phương nghi lại nhẫn nại không được, lập tức chui ra tính thất tu luyện. chương 1855, tiên sinh dạy học. Nha, chạy đi nơi nào chơi, chơi xong lại trở về. Vừa thấy mặt đã âm dương quái khí, hiển nhiên là biểu thị bất mãn vì Nhiêu Hữu Đạo không dẫn nàng ra ngoài chơi. Nhiêu Hiếu Đạo sờ sờ vào trong tay áo, tiện tay ném ra một đống đồ vật lên bàn. Những thứ này có thể để ngươi ngậm miệng không? Quản phương nghi ngưng nghẹn, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm đồ vật trên bàn, một sấp kim phiếu, còn có một sấp là hai mắt đột nhiên chừng lớn, cúi người nắm lấy một sấp kia lật xem, là thiên kiếm phù ba mươi tấm thiên kiếm phù, thả thiên kiếm phù xuống, lại cầm một sấp kim phiếu lên kiểm kê ngàn vạn, còn có một cái hộp không biết là bảo bối gì, mở ra xem, lại ngửi ngửi phát hiện là ba viên thiên tế đan một đống đồ vật này làm mắt quản phương nghi có chút không kịp nhìn, trong lúc nhất thời không biết nên cầm cái nào mới tốt, đóng hộp lại thả xuống lại cầm một sấp thiên kiếm phù, loại nào càng đáng giá nàng vẫn phân rõ được, xoay người vui vẻ nói. Lần này lại đi ra ngoài trộm đồ nữa hả? Nghiêu hữu đạo bị nàng nói suýt chút nữa muốn cầm sấp kim phiếu đập lên mặt nàng, tức giận nói. Có thể nói chuyện đàng hoàng hay không, cái gì gọi là lại đi ra ngoài trộm đồ. Gần đây từng cái từng cái, đều xem đạo gia hắn như đạo tặc, có ý gì. Quản phương nghi, lẽ nào là nhặt được sao? Nghiêu hữu đạo, người khác đưa không được sao? Quản phương nghi, lừa gạt kẻ ngu si hả ai có thể một lần đưa ra nhiều thiên kiếm phù như thế mặc kệ ngươi nghiêu hữu đạo quay đầu lại rời đi quản phương nghi kéo hắn trừng mắt nhìn trên mặt dần hiện ra cười gằn phản ứng này không đúng như hữu đạo cảnh giác nói ngươi muốn làm gì quản phương nghi vậy chính là ngươi mua một lần mua nhiều thiên kiếm phù như thế xem ra đi thánh cảnh một chuyến phát đại tài nha cũng phải cũng không nhìn thánh cảnh là địa phương gì nói đi giấu bao nhiêu tiền riêng nghiêu hữu đạo nhất thời dở khóc dở cười tiền riêng cái đầu quỷ của ngươi nói là người ta đưa nói thẳng a à, ta đi thiên hành tông một chuyến vừa nói tới thiên hành tông sắc mặt quản phương nghi đại biến nhớ tới người không vui tay buông ra hắn vứt thiên kiếm phủ lên bàn nghiêu hữu đạo than thở được rồi biết nhắc tới thiên hành tông ngươi sẽ không cao hứng cho nên không muốn nói cho ngươi ngươi yên tâm không phải tình nhân cũ đỗ vân tang của ngươi cho hắn căn bản không biết chuyện này ta trực tiếp tìm văn hoa Quản phương nghi xì mũi, tìm cha của văn tâm chiếu ta sẽ cao hứng sao? Ta nói nhiều hiểu đạo, người có ý gì, biết văn tâm chiếu coi ta là cái gì không? Người còn tìm tới cửa lấy đồ, người bảo ta làm sao chịu nổi, có phải muốn ta ở trước mặt nàng vĩnh viễn không nhấc đầu lên nổi mới cao hứng không? Lão nương khăng khăng một mực đi theo ngươi, ngươi coi ta là cái gì? Làm gì vậy, thật tức giận, như hiểu đạo nhấc tay đi bưng mặt nàng, đùng, quản phương nghi hất ra, quật cường nghiêng đầu qua, cắn môi không nói hai tay nghiêu hữu đạo khoác lên vai nàng, kéo thân thể nàng qua. Được rồi, không phải như người nghĩ, ta nói rõ a, à, ta lấy vô lượng quả cho văn hoa, những thiên kiếm phù này là giao dịch đổi lấy, không phải lấy không. Vô lượng quả chính là bảo vật vô giá, luận giá tiền, ai chiếm tiện nghi. Lúc này quản phương nghi mới nhìn hắn, viên mắt rõ ràng có chút hồng hào. Thật, nghiêu hữu đạo, làm sao có thể giả, người cảm thấy người ta sẽ hào phóng đến không công đưa ta nhiều thiên kiếm phù như thế quản phương nghi đột nhiên ra tay đẩy ngực hắn một cái một trái vô lượng quả mới đổi ba mươi tấm thiên kiếm phù người có bị bệnh không có biết buôn bán hay không mua bán lỗ vốn như thế ngươi cũng làm dứt lời thở phì phò xoay người lại lần nữa thu thập thiên kiếm phù trên bàn dáng vẻ không cần thì phí nghiêu hữu đạo ngươi yên tâm không thiệt thòi còn có một món lễ vật đưa cho ngươi quản phương nghi vừa cất thiên kiếm phù vừa hỏi cái gì, như hữu đạo vốn muốn nói sẽ giúp người đòi lại mấy bạt tai, nhưng cảm thấy bây giờ nói không thích hợp, đổi giọng. Còn có 90 triệu kim tệ, còn có 100 viên thiên tế đan, quay đầu lại tất cả đều sẽ cho ngươi, lần này có thể ngăn miệng ngươi chứ. Thật, hai mắt quản phương nghi tỏa ánh sáng, thấy như hữu đạo gật đầu, nhưng miệng lại nói. Ngoài miệng lau mật, nói ra như hoa, chỉ biết lừa lão nương hài lòng, cái gì gọi là cho ta, còn không phải coi lão nương như kho hàng, cái nào không phải trên đầu môi nói quy ta quay đầu lại thì móc sạch mọi người chi tiêu không phải đều là từ trong túi ta móc ra coi ta là quản gia sai khiến tưởng ta không biết sao nghiêu hữu đạo đen mặt đến cùng ngươi có muốn hay không không muốn thì để xuống ta giao cho hầu tử dám thí mặc kệ ngươi nhanh nhẹn nhét tất cả mọi thứ vào trong tay áo quay đầu bước đi vòng eo vặn như rắn nước tay thì vung quạt tượng trưng cho tâm tình của nàng khoái trá sự tình sau này trước tiên mặc kệ tu luyện gì gì đó cũng trước tiên mặc kệ, trước phải trở về ngủ một giấc, bồi dưỡng tinh khí thần đến trạng thái tốt nhất lại nói, xuất môn cũng đẹp đẽ chút. Có một điểm nàng không thể không thừa nhận, nam nhân này hoặc là ba năm không khai trương, vừa khai trương là ăn ba năm, phát tài thật quá nhanh, so với nàng ở phù phương viên bồi khuôn mặt tươi cười kiếm tiền thì nhanh hơn nhiều. 9 ngàn vạn, còn có 9 ngàn A, nhiều tiền như thế nên xài như thế nào đây? Quản phương nghi cười sán lạn, ân, đã quyết định, Ngủ một giấc xong sẽ đi mua một đống đồ trang sức, không có chuyện gì thì rút ra một cái châm gài tóc tiện tay thưởng cho bọn nha hoàn của Vương phủ, để đám hạ nhân thấy nàng giống như tổ tông a. Phủ thành thật tốt, so với ở Tử Kim động thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Người nào đó ép nàng tu luyện, sự tình khô khan vô vị như vậy tạm thời đã bị nàng ném ra sau đầu, không ngăn được nàng muốn phát tiết tâm tình khoái trá. Người nào đó về, nàng sẽ không cần lao tâm lao lực, cảm giác có người kiếm tiền cho nàng tiêu thật tốt chỉ cần thời điểm dùng tiền nàng có thể lấy ra, Nhiều Hiếu Đạo là chưa bao giờ để ý nàng xài như thế nào, nàng muốn tiêu như thế nào cũng được, Nhiều Hiếu Đạo hỏi cũng lười hỏi, mua về những đồ vật loạn thất bát tao kia cũng lười xem. Vơ vét tiền xong liền chạy, cái tật xấu này vẫn không thể sửa sao. Trở về, Nhiều Hiếu Đạo hô, ta mệt mỏi, trước tiên trở về ngủ một giấc, đạo ra, ngài cũng bôn ba cực khổ rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Quản phương nghi quay lưng phất phất quạt tròn, sau khi phát tài lười biếng thể hiện vô cùng nguyền nhuyễn nghiêu hữu đạo có chuyện đứng đắn bàn giao cho ngươi hầu tử đi không thích hợp nghe được có chính sự quản phương nghi dừng bước thân thể xoay một cái lại trở về chuyện gì vậy nghiêu hữu đạo kéo nàng tới ở bên tai nàng nói thầm khuôn mặt của thương thục thanh lão nương là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ có được hay không quản phương nghi rất chán ghét loại cảm giác bị nam nhân coi là huynh đệ này dãy dụa hai lần nhưng nghe rõ là cái gì lại nhập thần khẽ gật đầu. Tới lúc gần trạng vạng, một đám hài tử vui vẻ từ trong học đường chạy ra. Lớp học là một biệt viện ở khu vực biên giới của Vương Phủ, cho thương thục thanh đi làm sự tình mình thích, miễn phí dạy những hài tử nhà nghèo, tạm thời thu mười mấy đứa mà thôi, quá nhiều mà nói, thương thục thanh cũng dạy không nổi. Nhìn thấy học trò tung tăng chạy ra, quản phương nghi dẫn hứa lão lục vừa vặn đi tới tranh thủ nhường đường, đứng dựa vào tường, để các hài tử ra về. Những hài tử này vốn ăn mặc rất rách dưới, Quần áo mới đều là quản phương Nhi chủ động bỏ tiền tài trợ, hứa hẹn thương thuộc Thanh thu bao nhiêu học trò, nàng sẽ tài trợ bao nhiêu quần áo mới. Sau đó trong học đường, tiên sinh dạy học Thương Thục Thanh cũng đi ra, nhìn hài tử vui vẻ, trên mặt nàng cũng dập dần ý cười. Từ khi bỏ xuống gánh nặng hôn sự, cả người tựa hồ cũng giải thoát, làm chuyện mình muốn làm, cả người lộ ra thanh nhã thong dong. Chương 1856, Ninh Vương khi còn sống bản giao 1. Hai tử về hết. Thương Thục Thanh cũng nhìn thấy Quản Phương Nghi, song Phương đến gần, Thương Thục Thanh cười nói. Không tỷ đến rồi, Quản Phương Nghi, hai tử thiên tính nghịch ngợm, dậy khổ cực không? Thương Thục Thanh, nơi này dù sao cũng không bình thường, trước khi tới nơi này đoán chừng đều bị người nhà căn dặn, cho nên đại thể đều rất nghe lời, không khổ cực. Đúng lúc này, một đội hộ vệ tre chở một chiếc xe ngựa từ đường hẻm đi đến, đứng ở bên đường, một người qua bẩm báo Thương Thục Thanh, biểu thị đều chuẩn bị tốt. Quản Phương Nghi hỏi quận chúa muốn đi ra ngoài, tâm tư của thương thục thanh hơi có hoảng hốt, thanh âm thấp đi mấy phần. Đi ngoại thành dạo một chút, quản phương nghi à lên một tiếng, đoán được nàng muốn đi đâu, vị này thường thường đều sẽ đi tới chỗ y quan chủng ngồi một chút, trong lòng thổn thức, thầm mắng ra hỏa đáng chém ngàn đao kia, trên mặt tuôn cười. Vừa vặn, ta cũng không có sự tình gì, cùng đi với ngươi xem một chút. Thương thục thanh ừm một tiếng, sau đó hai nữ nhân đồng thời chui lên xe ngựa, hứa lão lục lôi phu xe xuống, tự mình làm mã phu. Xe ngựa ra khu vực vương phủ, đến đầu đường, một đường không nhanh không chậm ra khỏi thành. Thời điểm hai nữ nhân ở trong xe ngựa nói chuyện phiếm, thương thục thanh chợt hỏi. Bình thường hồng tỷ xuất môn đều mang vài người, ngày hôm nay sao chỉ dẫn theo hứa đại ca. Quản phương nghi khẽ cười một tiếng, cái này sao có thể nói rõ được, xem tâm tình. Xem tâm tình là giả, hiện tại không sợ là thật, bên người mang theo 15 tấm thiên kiếm phù, sức lực 10 phần, có cái gì phải sợ, cái nào không có mắt dám đến chọc lão nương thử xem, đang muốn giết gà dọa khỉ, để mọi người kiến thức lão nương lợi hại. Hiện tại nàng không có đi chủ động gây sự đã rất tốt, nàng cũng không tin luôn có thể đụng phải quái vật khủng bố như Ngân Nhi. Bây giờ ngay cả hứa lão lục trên người đều có một tấm thiên kiếm phù, người của phù phương viên nàng, còn có đám người đoạn hổ, đều ở trong bóng tối cho một tấm phòng thân. Còn như hữu đạo, nàng cuối cùng vẫn để lại vài tờ cho vị kia phòng vạn nhất, còn lại đều ôm khư khư, con đường đi về phía y quan trùng, từ lâu đã được sửa tốt. Vốn thương thuộc thanh không muốn tu sửa, nhưng không chịu nổi nàng thường thường chạy tới, nơi này cỏ dại rậm rạp, hành tàu xác thực bất tiện, bởi vậy quản gia vương phủ phái người tu sửa một chút, để thuận tiện thương thuộc thanh qua lại. Đến mục đích, hộ vệ cấp tốc kiểm tra bốn phía y quan trùng, chọn ra vị trí đứng cảnh giới. Hai nữ nhân chui xuống xe ngựa, đi tới trước bia mộ lặng im một trận. Đào hoa tiên nhân, quản phương nghi nhìn bốn chữ trên văn bia than nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi trách, phát hiện thương thục thanh đang tự tay thanh lý cỏ dại mới mọc ở trên mộ. Bốn phía y quan trùng rất sạch sẽ, đều là thương thục thanh tự tay dọn dẹp. Quản phương nghi không có làm giúp, nhìn thương thục thanh tự mình động thủ. Bởi vì thường xuyên đến thanh lý, cỏ dại chưa rậm rạp, tùy tiện nhổ một chút, trên mộ liền sạch sẽ. Đợi thương thục thanh đi trở về trước bia mộ, quản phương nghi bỗng quay đầu lại khiển trách. Người nhìn người ta, lại nhìn mình một chút, ở bên cạnh làm gì. Một chút ánh mắt cũng không có, Hứa lão lục bị mắng không hiểu ra sao, quay đầu lại nhìn chung quanh, mới phát hiện đám hộ vệ đều đứng ra xa xa đề phòng. Sở dĩ hộ vệ đứng xa một chút, là bởi vì mỗi lần thương thục thanh tới đều sẽ ở trước phần mộ thủ hộ một lúc, thậm chí sẽ dù gì gì đó, thương thục thanh có ý muốn mọi người lảng tránh, mọi người cũng thuận theo lảng tránh. Đã bị mắng, hứa lão lục chỉ có thể học theo giam giáp, bất quá vẫn đi tới trước bia mộ chắp tay bái một cái. Lão lục hữu lễ, đạo gia, ngài ngủ yên, này là chúng như hữu đạo sao? Quản Phương Nghi chừng mắt, ngủ yên cái đầu quỷ ngươi, cút sang một bên, hứa lão lục gãi đầu, lắc người tránh xa, rất nghe lời. Người phù phương viên đều rất nghe lời Quản Phương Nghi nói, nếu như năm đó không phải Quản Phương Nghi thu nhận giúp đỡ, mọi người đại thể còn ở trong tán tu pha trộn. Không chỉ là nhớ ân tình này, năm đó mọi người ở Tề Kinh đứng vững gót chân, dựa vào chính là khuôn mặt đẹp của Quản Phương Nghi. Từ trình độ nào đó mà nói, dù mọi người bán mạng cho Quản Phương Nghi nhưng kỳ thực vẫn lòng mang hổ thẹn với quản phương nghi. Mọi người ở Tề Kinh là làm sao áo cơm không lo. Là quản phương nghi bán nụ cười kiếm tiền nuôi mọi người, một đám đại nam nhân ở tu tiên giới lăn lộn như vậy, có xấu hổ không? Hơn nữa những năm này quản phương nghi đối xử với bọn hắn cũng quả thật không tệ, nhiều năm như thế chưa bao giờ bạc đãi qua. Người hơi có chút lương tâm, nên làm như thế nào, không cần người khác dạy. Người khác có thể cười nhạo quản phương nghi là nữ tử phong trần bán sắc đẹp, nhưng đám người hứa lão lục ai cũng không có tư cách khinh bỉ. Mà không có lương tâm, thì sớm đã bị mọi người đá ra phù phương viên, đến nay còn có thể theo đều là trung thành cống hiến, coi quản phương nghi là lão đại, đời này xem như cam tâm tình nguyện giao cho quản phương nghi, đá vài cước mắng vài câu tính là gì. Cũng đã quen, biết đại tỷ đánh chửi cũng chỉ là làm dáng. Quay đầu lại thấy thương thục thanh khẽ cười nhìn mình, quản phương nghi có chút lúng túng nói. muội tử đừng thấy lạ, những gia hỏa này đầu óc rất thô, theo bên người lâu, da mặt đều dày, cần phải mắng mới nghe được. Thương Thục Thanh lược lắc đầu, không có, Thanh Nhi chỉ cảm thấy kỳ quái. Quản Phương Nhi kinh ngạc, kỳ quái cái gì, Thương Thục Thanh, Hồng Tỷ là thủ hạ tâm phúc của đạo gia, bằng cảm tình của Hồng Tỷ và đạo gia, Thanh Nhi có chút không rõ, đạo gia chết rồi, Thanh Nhi dường như không nhìn ra Hồng Tỷ có bất kỳ biểu lộ thương tâm khổ sở. Quản Phương Nhi vô ngữ, người còn chưa chết, ta khổ sở cái gì? Ở tử kim động trang qua coi như thôi, sao có thể trang mãi được, thật muốn như vậy mà nói, lão nương còn làm sao sống. Nghĩ thì nghĩ, nhưng bề ngoài vẫn giải thích, nàng lộ ra vẻ mặt phiền muộn. Quận chúa, tỷ tỷ ta là cái xuất thân gì, người cũng biết, hồng trần bán nụ cười, trên mặt nhất quán phải cười, trong lòng chua xót người khác là không bao giờ nhìn thấy. Ngón tay chỉ chỉ trái tim của mình, ta lại không phải không tim không phổi, đạo ra chết rồi, trong lòng ta có thể không khó chịu sao. Ta không hẳn dễ chịu hơn ngươi, nhưng mau lư biệt viện còn có một đám người, nếu ta cả ngày mặt mày ủ rũ, mọi người sẽ làm sao lo liệu? Trên mặt tỷ tỷ cười ha ha, tất cả khó chịu và chua xót đều trốn ở chỗ này. Quận chúa nói như thế, đâm trái tim ta rất đau nha, ai. Nghe nàng nói như thế, Thương Thục thanh kinh hoàng, có chút tay chân luống cuống nói. "Không tỷ, là Thanh Nhi mạo muội, là Thanh Nhi nói bậy, Thanh Nhi không nên nói bậy." Quản Phương Nghi xua tay, lại tiến lên bắt được tay nàng. "Đều là người mình, nói thật ra tốt hơn quanh co lòng vòng." bỗng nhìn chằm chằm mặt nàng thương thục thanh bị nàng nhìn chăm chú có chút không dễ chịu hỏi không tỷ làm sao vậy quản phương nghi ta nghĩ đến một chuyện thương thục thanh không rõ cái gì quản phương nghi trước đây ta nghe nói sở dĩ mặt quận chúa như vậy cũng không phải trời sinh mà là sư phó của đạo gia đông quách hạo nhiên gây nên theo lý thuyết có thể gieo xuống hẳn có biện pháp giải quyết a à. làm cha có thể bỏ mặc như vậy sao lẽ nào vương gia không có nói phương pháp hóa giải sao Thương Thục Thanh gật đầu, biện pháp ngược lại là nói qua, ánh mắt quản phương nghi sáng lên. Biện pháp gì, Thương Thục Thanh, Phụ Vương nói, sở dĩ gieo xuống ác ban, là bởi vì khi còn bé ta bị một loại quái bệnh, sợ mạo muội giải trừ sẽ có thương hại, chờ xác nhận không có vấn đề, tìm đông quách tiên sinh hóa giải là được. Ai biết đông quách tiên sinh cũng gặp nạn, đạo gia cũng giúp ta nghe ngóng qua, nhưng Thượng Thanh Tông không ai biết phương pháp hóa giải. Quản phương nghi hồ nghi nói, chỉ nói đông quách tiên sinh có thể hóa giải, không nói biện pháp khác. Chương 1857, Ninh Vương khi còn sống bản giao hai. Thương Thục Thanh lắc đầu, "Không có, quản phương nghi, ngươi xác định." Thương Thục Thanh gật đầu, "Xác định, quản phương nghi, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ, năm đó phụ vương ngươi bản giao, có phải ngươi còn để sót lại cái gì hay không?" Thương Thục Thanh cười khổ, "Đều nói nữ nhân thích trưng diện, nếu có biện pháp khôi phục, loại sự tình này ta khẳng định nhớ rõ, làm sao có khả năng quên?" Thanh Nhi rõ ràng nhớ phụ vương bàn giao, tìm đông quách tiên sinh có thể hóa giải. Không tỷ, ngày hôm nay ngài làm sao vậy, đang yên đang lành làm sao quan tâm cái này. Quản phương nghi than thở, ta không phải là thương tiếc ngươi sao, ngươi xem ra rẻ ngươi trắng mịn như thế nào, còn có tư thái kia, ngay cả ta nhìn cũng ước ao, nhưng khuôn mặt lại. Tỷ tỷ hy vọng có thể trị khỏi khuôn mặt của ngươi A. À. Thương Thục Thanh, hảo ý của Hồng Tỷ, Thanh Nhi chân thành ghi nhớ, đã không có biện pháp thì thôi, dù sao nhiều năm như thế, Thanh Nhi đã quen rồi. Quản phương nghi, có thể chị hết vẫn phải nghĩ biện pháp, người không ngại cẩn thận suy nghĩ, có lẽ có thể nhớ ra cái gì a à? Thương Thục Thanh bất đắc dĩ, không tỷ, phụ vương bàn giao thật là tìm đông quách tiên sinh, thật không nói biện pháp khác. Nghe vậy, thấy thực hỏi không ra cái gì, lại không tiện bức bách, quản phương nghi đành phải thôi, chỉ có thể giả vờ giả vịt thở dài một tiếng. Đáng tiếc, có lẽ này chính là mệnh, Thương Thục Thanh khẽ mỉm cười, bỗng hỏi gần đây tựa hồ thời gian rất dài không gặp vân cơ tỷ tỷ quản phương nghi lão yêu quái kia người cũng không phải không biết nhất quán điệu thấp không thích cùng người ở chung không thấy được rất bình thường thương thục thanh lại thử hỏi vương khiếu bên người vân tỷ đâu cũng rất lâu rồi không gặp lời này vừa nói ra quản phương nghi lòng sinh cảnh giác quận chúa người đang yên đang lành hỏi vương khiếu làm gì thương thục thanh trầm mặc sau đó nói không giấu hồng tỷ không biết vì sao ta luôn cảm giác trên người hắn có cái bóng của đạo gia. Quản phương nghi nói, ảo giác không thể coi là thật, thương thục thanh chậm rãi đi tới trước mộ, tay sờ mộ bia, phiền muộn nói. Có lẽ là ảo giác, thanh nhi luôn cảm giác đạo gia không chết, luôn cảm giác đạo gia còn sống, có lúc thậm chí cảm giác hắn ở xung quanh chúng ta, cho nên ta thường xuyên đến nơi này nhìn xem. Không tỷ, loại ảo giác này của ta nói ra ngài đừng chê cười, năm đó thời điểm ở Mao Lư Sơn Trang, sau khi đạo gia đi ra ngoài trở về, cho dù không ai nói cho ta, ta cũng phảng phất như có thể cảm giác được hắn trở về, đi ra hỏi, đạo gia quả nhiên trở về, loại cảm giác này là ảo giác sao? Ta cũng nói không rõ ràng, đều trách ta, năm đó ta không nên mời đạo gia xuất sơn, nếu như đạo gia không xuống núi, thì không có việc gì. Chỉ mấy câu làm quản phương nghi un dày, mở cái chuyện cười gì, giữa người và người còn có thể có cảm ứng này. Hoài nghi nữ nhân này có phải điên rồi hay không, mà thương thuộc thanh tay vịn bia mộ thì ngữ điệu dần thấp, tựa như nỉ non, dần đến không tiếng động, cứ như vậy đứng yên ở trước bia mộ, thần sắc rơi vào trong hoảng hốt, dường như hồi ức chuyện cũ. Quản phương nghi nhìn nàng, không có quấy giày, dường như từ trên người đối phương nhìn thấy mình lúc trẻ tuổi, chậm rãi quay đầu lại nhìn chân trời, vẻ mặt phiền muộn, năm đó mình không phải cũng khổ sở chờ đợi, chờ mong người kia sẽ trở về sao. Sơn không nói, biển xanh, thấy ai bồi hồi, cối say gió nham, mưa luyến mái hiên, thấy ai bồi hồi, cỏ xanh biết phong ngữ, bích hồ gợn sóng mưa, yểu điệu là thuộc nữ, hàng năm phương hoa hành. Không sơn thiền u nhược, tại Long Uyên, ai thấy? Nhìn chân trời, quản phương nghi bất chi bất giác nhẹ nhàng ngâm nga làn điệu này, lúc trước nghe thương thuộc thanh lặp đi lặp lại hát qua, nàng cảm thấy rất êm tai, liền ghi nhớ, tình cờ tâm tình tốt hoặc không tốt sẽ ngâm nga lên. Lúc này cũng như vậy, khi hát đến yểu điệu là thuộc nữ, hàng năm phương hoa hành, dường như có cảm xúc, viền mắt ướt át. Hai người cứ như vậy, một người quay về bia mộ, một người quay về chân trời đầy ánh ránh chiều, gió thổi tay áo tung bay, cỏ dại dập dờn. Cứ đứng đến khi sắc trời tối xuống, có hộ vệ qua nhắc nhở, hai người mới tỉnh hồn lại rời đi. Trở về vương phủ, ai về nhà nấy, quản phương nghi tìm Ngưu Hữu Đạo, báo cáo tình huống. Ngưu Hữu Đạo xoa cầm bồi hồi, thầm thì trong miệng. Theo lý thuyết, can hệ trọng đại, Ninh Vương không thể không có hậu thủ, bằng không ra ngoài ý muốn làm sao lo liệu. Quản phương nghi than thở, ta lặp đi lặp lại hỏi, nàng nói rồi, Ninh Vương bảo tìm Đông Quách Hạo Nhiên, nàng khẳng định Ninh Vương chỉ nói một biện pháp như thế. Cái này không cần nàng nói, Nưu Hữu đạo tự nhiên minh bạch, Triệu Hùng Ca đã nói rất rõ ràng, Đông Quách Hạo Nhiên là người biết bí pháp luyện chế nha tướng, cũng là Đông Quách Hạo Nhiên gieo xuống binh phù, Đông Quách Hạo Nhiên khẳng định là biết. Lẽ nào thương thục thanh ẩn giấu cái gì? như Hữu đạo nói thầm, quản phương nghi, không thể, ta là nữ nhân, hiểu rõ nữ nhân hơn ngươi, bằng nàng đối với ngươi. Ha ha. Ta dám cam đoan, quả nàng có bí mật gì, thật biết mà nói, đã sớm khôi phục bộ mặt thật gặp ngươi. Nưu Hữu Đạo không muốn cùng nàng dây dưa cái này, nữ nhân kia chỉ biết tình tình ái ái, dính vào sẽ không xong, tiếp tục suy tư. Trừ Đông Quách lão đầu thì không có biện pháp khác, nếu thật như vậy mà nói, Đông Quách lão đầu đã chết rồi, chết đến quỷ ảnh cũng không biết đi đâu, chuyển thế đầu thai cũng đã nửa đời, còn tìm cái rắm, lẽ nào bí mật kia sẽ theo Đông Quách lão đầu dập tắt sao? Vẻ mặt Nưu Hữu Đạo chán ngấy thật muốn mà nói như vậy, lẽ nào thật phải như Triệu Hùng ca nói, chờ nha tướng tích chữ năng lượng đến mức độ nhất định dẫn tới thương thuộc thanh sản sinh cảm ứng mới được. Này cần chờ bao lâu? Quản phương nghi hồ nghi, khuôn mặt của thương thuộc thanh đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì? Đối phương chỉ nói có bí mật, chỉ bảo nàng đi làm, nhưng không có nói chân tướng. Có cơ hội người tự nhiên sẽ biết, Ngưu hữu đạo tùy tiện đáp, suy, một bụng ý nghĩ xấu xa. Quản phương nghi lừa một cái, ghét nhất loại lời này, nghe xong để người căm tức cũng biết hỏi cũng là hỏi không mặc kệ xoay người rời đi tin tức thất công chúa tấn quốc và thiệu bình ba sắp đại hôn đã truyền khắp thiên hạ hơn nữa hôn kỳ sắp tới dù thiệu bình ba đã thả ra tin tức nói thái thúc hoan nhi thanh bạch nhưng lại có mấy người tin tưởng trong phủ thứ sử bắc châu thiệu đăng vân phiền muộn ở trong phòng không nói quản gia dương xong ở bên cạnh lặng im một lúc mới thử hỏi lão gia bất tiện đi tới không bằng lão nô thay lão gia đưa quà tặng qua quà tặng, còn tặng quà sao, ta không đưa quan tài qua đã là rất nể tình rồi. Thiệu Đăng Vân cười lạnh, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài. Mất mặt, nhiệt tử, để tổ tông hổ thẹn, hắn bây giờ cũng coi như danh môn thế gia, Thái Thúc Hoan Nhi xảy ra sự tình gì có thể nói mọi người đều biết, đồn đại Thái Thúc Hoan Nhi là bị Thiệu Bình ba hại, sự tình Thiệu Bình ba nâng đá đập chân mình, đã thành chuyện cười khắp thiên hạ. Thiệu ra cưới loại nữ nhân kia, đối với quan niệm của hắn mà nói, không có biện pháp bước qua lằn danh trong lòng kia, tin tức này vừa ra, hắn cũng không mặt mũi gặp người. Tuy nói hai người từ lâu đã chặt đứt quan hệ phụ tử, nhưng loại chuyện cười này vẫn không thể tránh khỏi lan đến Thiệu Đăng Vân. Đồng dạng, Thiệu Liễu Nhi cũng không thể tránh được, nữ quyến hoàng thất lấy cái này coi như chuyện cười chỉ chỉ trỏ trò Thiệu Liễu Nhi. Thiệu Liễu Nhi cũng không có tặng quà, quan hệ của huynh muội như thế nào không nói, bây giờ Tấn Quốc và Tề Quốc là tử địch, hai nước đang giao chiến, Thiệu Liễu Nhi khó có thể với tay. Càng trọng yếu là, bây giờ có chút sự tình đã không phải bí mật, sau khi Hoàng thất trúng độc, tin tức giáo sự đài lùng bắt Thiệu Bình Ba đã truyền ra, tục truyền Hoàng thất trúng độc 10 có 89 là Thiệu Bình Ba giờ cho quỷ. chương 1858, Phong mang tận liếm. Đụng phải ca ca như thế, Thiệu Liếu Nhi áp lực rất lớn, nữ quyến trong Hoàng thất châm chọc là chưa bao giờ dừng lại. Đối với cái này, Thiệu Liếu Nhi cũng hận chết Thiệu Bình Ba, hạ độc ngay cả trưởng phu của mình cũng không buông tha, nàng lại không tin chuyện ma quỷ của Thiệu Bình Ba, nói cái gì lúc trước để nàng gả tới Tề Quốc là vì muốn tốt cho nàng. Đại hôn của công chúa, bách quan đến chúc, toàn bộ kinh thành tấn quốc cực kỳ náo nhiệt. Sau quá trình dườm ra, là động phòng hoa trúc, tất cả lễ nghi bình tĩnh lại, trong phòng ngồi hai người, tân nương tử xinh đẹp, thiệu bình ba thì dường như không thích hợp mặc y phục màu đỏ. Kỳ thực tuổi của thiệu bình ba cũng không nhỏ, gần như lan quý phi. Đương nhiên so với trần trường công thì nhỏ hơn nhiều, cũng đẹp hơn nhiều, trên tướng mạo, Trần Trường Công là không có biện pháp so sánh với Thiệu Bình Ba. Thái Thúc Hoan Nhi không nói được bản thân là cái tâm tình gì, còn có mấy phần thấp thỏm và khẩn trương, cũng có loại cảm giác nằm mơ, liên tục nhiều lần, bản thân lại thật gả cho Thiệu Bình Ba. Ở dưới đèn hoa trúc chiếu rọi, Thiệu Bình Ba đột nhiên hỏi. Công chúa hận ta không? Thái Thúc Hoan Nhi đối chọi gay gắt. Vậy ngươi chân tâm nguyện ý cưới ta không? Thiệu Bình Ba, nếu như ngươi không hận, ta chân tâm đối xử. Thái Thúc Hoan Nhi cắn môi không nói, đột nhiên một cánh tay duỗi đến, nâng cầm nàng lên, chỉ thấy một khuôn mặt anh Tuấn tập hợp đến, hôn lên môi nàng, tim đập ra tóc vận thế ngã xuống. Sáng sớm hôm sau, Thiệu Bình ba nắm tay Thái Thúc Hoan Nhi đi ra phòng tân hôn, trong tiếng chúc mừng, dưới ánh mắt của mọi người, tân nương tử vẻ mặt e thẹn, trong một đêm liền bị hàng phục, cũng không biết bị lời ngon tiếng ngọt gì dụ dỗ, dường như đã tiêu tan chuyện cũ. Ánh mắt Thiệu Tam tỉnh phức tạp, có chút không biết đại công tử là nghĩ như thế nào bất quá xem ra, đại công tử đối đãi với thất công chúa rất tốt. Thiệu Bình Ba cũng thật tốn tâm tư ở trên người Thái Thúc Hoan Nhi, cũng nhất định phải làm như vậy, đã trả giá rất nhiều, hiện tại mục đích của hắn là muốn bình định tất cả nội hoạn, tránh khỏi tình huống hai mặt thụ địch xuất hiện lần nữa. Thử hỏi Thái Thúc Hoan Nhi sao có thể là đối thủ của hắn, Thiệu Bình Ba thật muốn dùng thủ đoạn ở trên người nàng mà nói, bãi bình nàng căn bản không có bất kỳ vấn đề. Hạ nhân trong phủ đều đến bái kiến nữ chủ nhân, cung nữ thái giám trong cung nghe theo Lan Quý Phi phân phó, phát lì xì, ra tay rất hào phóng. Thiệu Bình Ba cũng bảo Thiệu Tam tỉnh phát lì xì, bên này ra tay so với Lan Quý Phi thì giản dị hơn nhiều, Thiệu Bình Ba cũng không có bao nhiêu tiền nha. Đương nhiên, kiếm tiền đối với tầm mắt và năng lực của Thiệu Bình Ba mà nói, căn bản không phải vấn đề gì, nhưng hắn chí không ở chỗ này. Ứng phó xong, đôi tân nhân rời phủ đệ, đi tới Hoàng Cung. Còn không có tiến cung, trong cung đã biết sự tình bên này trong hoàng cung bất kể là thái thúc hùng hay lan quý phi vẫn từ đầu tới đuôi quan tâm động tĩnh đều muốn biết thiệu bình ba đối đãi nữ nhi của mình thế nào được biết thái thúc hoan nhi rất tốt thái thúc hùng và lan quý phi vẫn có chút không yên lòng đợi thấy thái thúc hoan nhi dáng vẻ ngượng ngùng hạnh phúc của nữ nhi làm hoàng đế và quý phi đều thở phào nhẹ nhõm mới biết người phía dưới mật báo không giả nữ nhi cao hứng thái thúc hùng xem như bỏ đi một tâm bệnh hoàng đế dù sao cũng là người là có tình cảm bởi vậy khá vui mừng ban thưởng rất lớn. Hoàng hậu cũng có thưởng, Lan quý phi càng cười đến không ngậm mồm được, đối với con rể là càng xem càng thỏa mãn, chỉ lo cho con rể không cao hứng ngược đãi nữ nhi của mình, Chu đáo không cần nói nhiều, quay đầu lại còn phân phó người đưa một đống lễ vật tới Thiệu phủ. Đương nhiên, Thái thúc Hùng là người như thế nào, có chút hoài nghi Thiệu Bình Ba làm bộ làm tịch, nên lệnh Hắc thủy đài bí mật giám thị. Mặt khác, trước đó Thiệu Bình Ba lợi dụng sự tình Thái thúc Hoan Nhi, Thái thúc Hùng rốt cục động thủ với đại thần trong triều mục tiêu tuyển chọn là nội sử triệu công quyền. Về tư, thiệu bình ba và triệu công quyền có thủ giết con, ân oán giữa hai người rất khó hóa giải, mà nữ nhi lại gả cho thiệu bình ba. Về công, là lần trước bức cung, thái thúc hùng nhịn rất lâu, sớm đã có tâm chấn nhiếp. Triệu công quyền không biết một cuộc bức hôn rước lấy họa sát thân cho mình. Đại hôn của công chúa qua không được mấy ngày, Hắc Thủy Đài liền nắm được một chút bằng chứng phạm tội của Triệu Công Quyền, lén lúc giao cho chính địch của Triệu Công Quyền, vì Hắc Thủy Đài không tiện nhảy ra bằng chứng phạm tội vừa vạch trần ra triều chính chấn động triệu công quyền bị ném vào tù triệu phủ bị xét nhà khí vân tông có người ra mặt cầu tình nhưng thái thúc hùng có bằng chứng sau lưng lại là trưởng môn khí vân tông thái thúc phi hoa sự tình vạch trần ở trên kim loan điện có thể bảo đảm được sao đều như vậy mà nói còn muốn quy củ hay không người ra mặt cũng chỉ có thể cứu được nữ nhi và ngoại tôn của mình mang về khí vân tông chiếu cố những người còn lại bị chém sạch Thiệu bình ba muốn hóa giải quan hệ thù địch với cả triều, duy chỉ có mối thù giết con với triệu công quyền là nan giải, để tránh hậu hoạn, giết. Tháng ngày sau đó thiệu bình ba và Thái Thúc Hoan Nhi cực kỳ thân mật ân ái, thực làm người ngoài ao ước. Cưỡi ngựa nắm hoa, đồng thời lên thuyền du ngoạn, cùng nhau đi học, đồng thời đánh đàn, thiệu bình ba còn tay cầm tay dạy Thái Thúc Hoan Nhi vẽ tranh, có thể nói sớm triều không rời. Thiệu bình ba dường như biến thành người khác, như say mê vào trong ôn nhu hương. Thái Thúc Hoan Nhi nào chịu nổi thủ đoạn của Thiệu Bình Ba, đã hạnh phúc không tìm ra phương hướng, những nữ tử hoàng tộc vốn chế diễu kia cũng ước ao không gì sánh được. Nhưng như vậy, Thái Thúc Hùng lại phiền muộn, hắn đối đãi Thiệu Bình Ba như quốc sĩ, là mong Thiệu Bình Ba lấy quốc sĩ báo đáp. Tấn đồ thiên hạ thư vẫn ở trong lòng hắn, nhưng người hiến kế cả ngày ân ân ái ái không muốn đi tiền tuyến, không muốn đi hiệu lực cho triều đình là có ý gì. Lan Quý Phi cũng bắt đầu bất an, nàng ước gì con rể quyền cao chức trọng làm chỗ dựa, bây giờ trở nên không cầu tiến tới sao được đào lược chạy đến thiệu phủ ám chỉ nhắc nhở mấy lần nên làm việc rồi nhưng thiệu bình ba lấy thân thể khó chịu khéo léo từ chối không đi làm việc lại có thể làm gì hắn hiện tại hắn cưới thái thúc hoan nhi thái thúc hùng nhất thời cũng khó phát tác được thái thúc hoan nhi bị đẩy ra ngoài làm bia đỡ đạn nghe nói trượng phu ở tiền tuyến mệt đến thổ huyết sợ đến không nhẹ cái thứ nhất không đáp ứng để trượng phu đi tiền tuyến thái thúc hùng và lan quý phi vốn còn muốn nàng khuyên nhủ thiệu bình ba nhưng ai ngờ được nha. Khuyên cái gì, Thái Thúc Hoan Nhi cảm thấy hiện tại rất tốt, không cần đi. Sau đó Lan Quý Phi cũng ra mặt khuyên Thiệu Bình Ba, ra hiệu hắn phải cầu tiến. Thiệu Bình Ba nghe tai này qua tai kia, quay đầu lại nên làm gì thì làm, kéo Thái Thúc Hoan Nhi la cả tới nhà các vị đại thần tán gẫu. Những đại thần kia vốn không muốn phản ứng hắn, nhưng người có thể không ưa Thiệu Bình Ba, tổng không thể không ưa công chúa A. À. Tuy trong lòng không coi công chúa là chuyện to tát gì, nhưng bề ngoài vẫn phải thủ quy củ, Lúc đăng môn bái phóng các đại thần, thiệu bình ba thổ lộ tiếng lòng, quyết ý làm phò mã yên vui, coi như có công cũng không nhận, hy vọng chư vị đại nhân có thể ở trên chiều chống đỡ. Hắn nguyện ý từ bỏ tranh quyền với mọi người, chư vị đại thần tự nhiên rất vui mừng, đã không có tranh đấu lợi ích, thì cần gì phải trêu đến hoàng đế không cao hứng, nên quan hệ song phương cấp tốc hòa hợp, rất nhanh thì bỏ hết hiểm khích lúc trước, thường mời lui tới. Nhưng loại sự tình này nào giấu giếm được tai mắt của Hắc Thủy Đài, Thái Thúc Hùng biết được giận dữ, triệu thiệu bình ba tiến cung quát mắng. chương 1859, lại lần nữa quyết đấu. Một, thiệu bình ba nói mình liên tiếp thổ huyết, thực sự là tâm lực không chịu nổi, sau đó cổ động thái thúc hoan nhi tiến cung khóc tố. Đối mặt thiệu bình ba vừa mới cưới nữ nhi của mình, thái thúc hùng không làm gì được hắn. Thiệu bình ba phong mang tận liếm, như hiếu đạo nhận được tin tức không biết thiệu bình ba làm cái quỷ gì, hắn không am hiểu sự tình trên triều, nên thỉnh giáo giả vô quần. Giả vô quần cũng không hiểu thiệu bình ba làm gì, nói chung thiệu bình ba rõ ràng là dựa vào cưới thiệu liễu nhi cấp tốc bãi bình mâu thuẫn nội bộ, muốn mượn lực lượng tấn quốc phát động công kích với thiệu bình ba, độ khó đã rất lớn, hiện tại bên tấn quốc không ai nguyện ý dây dưa với thiệu bình ba. Nhưng thiệu bình ba từ bỏ quyền lực cũng là sự thực, bởi vậy giả vô quần cũng không hiểu nổi, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Cao phẩm dựa vào ưu thế lực lượng, rốt cuộc toàn diện bình định thế lực đung đưa của vệ quốc, triệt để vững chắc hậu phương thêm nữa tấn quốc lại thành công tập kết binh mã chính thức xuất phát về tiền tuyến mang đến cho hồ diên vô hận áp lực to lớn mà cao phẩm lại nghiêm phòng tử thủ làm hắn chậm chạp không cách nào đánh hạ trung quân hồ diên vô hận đối mặt địa đồ rốt cục hạ quyết tâm ở trên một điểm phòng tuyến của quân tề ngón tay tầng tầng điểm vào ngón tay hắn điểm xuống vận mệnh của rất nhiều người sẽ bị cải biến quân tề thiết yến mời quần thần về quốc đến dự tiệc hồ diên vô hận mời mọi người cũng không dám không nghe theo bình thường có lui tới quần thần vệ quốc cũng không đề phòng người vừa đến quân tề đột nhiên làm loạn nhân mã giấu giếm ùa lên trong nháy mắt quần thần vệ quốc bị vây quanh bàn ghế ngã lật tiếng ồn ào náo động quần thần vệ quốc kinh hoàng lúc này mảnh lều hất lên chủ nhân thiết yến rốt cuộc lộ diện hô diên vô hận người mặc chiến giáp không nhanh không chậm đi ra tay vịn bảo kiếm bên hông mắt lạnh lẽo nhìn hiện trường không giận tự uy kim lệnh tán bị nhấn ở trên mặt bàn lập tức lớn tiếng hò hét Thượng tướng quân, cớ gì như vậy? T. Vệ chính là liên quân, chẳng lẽ muốn làm sự tình người thân đau, kẻ thù thoải mái? Hô Diên vô hận, Kim Đại Nhân lo xa rồi, ra hạ sách này, là vì mở ra thuận tiện cho liên quân tác chiến. Kim lệnh tán, xin thượng tướng quân chỉ rõ. Hô Diên vô hận, vệ quốc còn có bao nhiêu người? Kim lệnh tán, còn 10 vạn đại quân. Hô Diên vô hận, 10 vạn đại quân này đều là thủ hạ thân tín của chư vị đại nhân hợp thành, bản soái mấy lần đốc chiến, nhưng chậm chạp dẫm chân tại chỗ, là cớ gì? Kim lệnh tán vô ngữ, này chính là tiền vốn cuối cùng của vệ quốc, sao có thể dễ dàng chịu chết? Càng trọng yếu là, như đối phương nói, đều là thủ hạ thân tín của chư vị đại nhân, là tiền vốn tự vệ cuối cùng của mọi người, không ít người có tư tâm cũng không khó lý giải. Hồ Diên vô hận, bây giờ tính mạng của chư vị đại nhân ở trên tay bản soái nói vậy chắc chắn dụng tâm đôn đốc, nếu như lại có người trần trừ, đừng trách bản soái đao hạ vô tình rút lời vung tay, xoay người vào trong lều, giải lên, một tướng phất tay hét lớn. Sau một trận ẩm ý hỗn loạn, một đám đại thần về quốc đều thành tù nhân, tưởng tượng năm đó ở trên triều vệ quốc hô mưa gọi gió, lúc này làm sao chịu nổi. Lúc sự tiệc, tu sĩ hộ vệ bên về quốc bị ngăn ở bên ngoài, phảng phất như mắt thấy tình hình trong lều, sớm có người chạy vội trở về mật báo. Không bao lâu, huyền vi cùng với đám người tam đại phái của về quốc vội vã chạy tới, đã thấy ngoài trướng bày ra trận thế, mấy vạn đại quân liệt trận, cùng tiến thủ san sát tên đã lên dây, mâu thép trên công thành nỏ hàn quang lấp lóe. Càng có rất nhiều tu sĩ tề quốc tập hợp, đối mặt trận thế như vậy, huyền vi còn chưa kịp quát mắng, đã có quân sĩ đến báo, 500.000 binh mã của quân tề lao tới, bao vây quân vệ lại. Mọi người cả kinh, hai bên giao thiệp, hồ diên vô hận không chịu lộ diện, nhưng đáp ứng để người vệ quốc tiến vào, bất quá chỉ vẻn vẹn mấy cao tầng vệ quốc tiến vào mà thôi. Đến mức độ này, đã không được lựa chọn, không gặp hồ diên vô hận, vệ quốc liền triệt để xong. Huyền vi đáp ứng mạo hiểm đi vào, trưởng môn tam đại phái đồng hành, vì ứng phó đột biến, lần này tam đại phái chủ động yêu cầu Tây môn tình không đồng thời đi vào. Ở dưới loại tình huống, không cần bọn hắn nói, Tây môn tình không cũng sẽ đi vào. Mọi người xuyên qua đại quân để phòng nghiêm ngặt, tiến vào đại doanh, một đường bị hộ tống tiến vào trung quân. Trong lều, tu sĩ tề quốc đứng một vòng, Hồ diên vô hận quay lưng ra cửa, đứng ở trước địa đồ. Huyền vi đi vào liền gọi. Thượng tướng quân, đang là thời khắc liên quân kháng địch, sao có thể tự giết lẫn nhau? Trưởng môn tam đại phái tay nắm thiên kiếm phủ đề phòng, một khi có biến, sẽ ra sức đột phá vòng vây. Đang muốn cùng bệ hạ thương nghị sự tình liên quân kháng địch. Hồ Diên vô hận quay người sang, huyền vi, đã liên quân kháng địch, cứ gì bắt đại thần vệ quốc ta? Hồ Diên vô hận, người không cần lo lắng, tùy thời có thể thả. Huyền vi, không thả người, còn nói liên quân kháng địch gì? Hồ Diên vô hận, những nhân mã của vệ quốc ngươi, vì tự vệ, nhiều lần lười chiến, chỉ có tướng sĩ tề quốc ta liều mạng chém giết, còn tính liên quân kháng địch gì. Bản soái không bắt bọn hắn, bọn hắn sẽ ra sức đốc chiến. Bệ hạ, thả người là không thể, bản soái sắp phát động đợt tấn công mới, nếu như trận chiến này thắng, thì thả người, nếu như bại, giữ lại lãng phí lương thảo, còn phải tiêu hao rất nhiều nhân viên bảo hộ, nên... Giết, ngươi, huyền vi giận dữ, trưởng môn linh hư phủ thường lâm tiên ngăn lại. Bệ hạ, thượng tướng quân đã nói muốn phát động đợt tấn công mới không ngại trước nghe là thế tiến công gì sau đó lại nhìn hô diên vô hận chắp tay nói thượng tướng quân nguyện ý nghe cao kiến hô diên vô hận không kéo dài nghiêng người tới trước địa đồ cầm que chỉ huy lên nói tam đạo cốc công phá quan ải nơi này là vùng đất bằng phẳng phạm vi mấy trăm dặm đại quân đánh vào là có thể đóng quân cũng có thể tùy thời hướng đông hướng nam hướng tây phát động tiến công mang tính lựa chọn quân tấn trong lúc nhất thời không cách nào đồng thời tụ tập trọng binh ở ba thông đạo, quân ta có thể ngẫu nhiên chọn một điểm bạc nhược nhất đột kích, quân tấn tất nhiên được cái này mất cái khác, tất sẽ bị quân ta công phá. Chỉ cần đánh vào, coi như tiến độ trì trệ, nếu như quân tấn muốn thủ vững ba thông đạo này, tất nhiên phải từ nơi khác triệu tập trọng binh đến cứu viện, sẽ giúp quân tề ở phương hướng khác có cơ hội tiến công. Cho nên lần này, không tiếc trả giá cũng phải đánh hạ tam đạo cốc. Trưởng môn linh hư phủ thường lâm tiên nói liên tục mấy lần công kích tam đạo quốc đều khó mà đánh hạ, nếu dễ đánh, sao cần chờ đến hiện tại. Hồ Diên vô hận, cho nên lần này, ta muốn dùng 10 vạn đại quân vệ quốc làm tiền phong, giúp quân tề ta mở đường. Quân tề ta ở hậu phương áp trận đốc chiến, không công được, không cho phép triệt binh, mãi đến khi đánh hạ mới thôi. Dứt lời thả que chỉ huy xuống, người vệ quốc nghe minh bạch, này là muốn lấy 10 vạn đại quân cuối cùng của vệ quốc đi lấp hố. Khuôn mặt huyền vi lộ vẻ bi phẫn nói, hô Diên vô hận, người rõ ràng là muốn đẩy vệ quốc ta vào tuyệt cảnh. Hồ Diên vô hận, còn có vệ quốc sao? Đánh hạ, vệ quốc còn có khả năng tồn tại, không công được, vệ quốc diệt phong. Nhắc tay chỉ về phía tấn quốc ở trên địa đồ, bây giờ tấn quốc đã tập kết 3 triệu đại quân, ép về phía biên cảnh tề quốc ta. Bản soái không ngại nói cho các ngươi, nếu như trận này không công được tam đạo cốc, bản soái hạ lệnh quân tề toàn diện lùi lại, trở về thảo nguyên tề quốc, lợi dụng bình nguyên bao la phát huy ưu thế của quân tề ta, cùng tấn quốc quyết một trận tử chiến, không thể tiếp tục tiêu hao ở trong này. Nếu như quân ta triệt, nào còn có vệ quốc gì? chương 1860, lại lần nữa quyết đấu. hai Huyền Vi, muốn lui không bằng đồng thời lui lại, 10 vạn đại quân của ta nguyện nhập đề quốc trợ giúp tướng quân một chút sức lực. Nàng không thể biết rõ để thủ hạ đi chịu chết còn tiếp tục làm. Hồ Diên vô hận, một đám tàn dư vì tư lợi, ngay cả bảo vệ về quốc của mình còn không chịu ra sức, bản soái còn có thể mong đợi bọn hắn đi bán mạng cho tề quốc ta sao? Một khi chiều gió không đúng, tất sẽ đi theo địch, thành hậu hoạn của tề quốc ta. Lần này, là một đường sinh cơ cuối cùng của vệ quốc, quân tề ta nguyện giúp vệ quốc liều mạng đánh trận chiến cuối cùng. Huyền vi, có cho lui về tề quốc hay không, để ta trước tiên liên hệ thương nghị với tề hoàng. Hồ Diên vô hận, ngươi thương nghị với ai cũng vô dụng, tướng ở bên ngoài có thể không tuân thánh chỉ. Huyền vi, ta và hoàng tử của quý quốc chính là phu thê hồ diên vô hận đánh gãy huyền vi ngươi là đang nhục nhã tề quốc ta hay nhục nhã chính mình ngươi ngủ với ai ngươi không rõ sao còn có mặt mũi nói chuyện này lời này vừa nói ra tây môn tình không phẫn nộ đạp bước tiến lên cha hổ vẫn thủ ở bên người hồ diên vô hận lập tức bước ngang tre ở phía trước nhìn chằm chằm đối phương mỉm cười nói tây môn tình không nơi này không phải địa phương ngươi ngang ngược sắc mặt tây môn tình không nghiêm nghị năm đó hắn và đối phương từng giao thủ Trưởng môn đại nhạc Sơn Lạc Môn chân nói, Thượng tướng quân đã không niệm tình bệ hạ và Hoàng tử quý quốc là phu thê, vậy Thượng tướng quân cũng đừng quên, Hoàng tử quý quốc còn ở trên tay chúng ta. Hô Diên vô hận, người cảm thấy bản soái sẽ vì Hoàng tử mà chậm trễ chiến sự, hay Hoàng đế tể quốc ta sẽ vì Hoàng tử mà hại nước. Nếu Hoàng tử có thể vì quốc phong thân, trên dưới tề quốc tất nhiên vui mừng. Ý tứ đã quá rõ ràng, nếu như các người muốn giết, vậy giết đi. Trưởng môn thủ chính các tàng phong cười lạnh nói được lắm hồ diên thường tướng quân hồ diên vô hận ta nhắc nhở ba vị trưởng môn này là cơ hội cuối cùng để ba vị đoạt lại vệ quốc nếu như không ra sức tranh thủ thiên hạ sẽ không đất để ba phái dung thân ý ta đã quyết không cần nhiều lời cho các ngươi một ngày cân nhắc tiễn khách trong lều tu sĩ tề quốc vây quanh lập tức áp sát trưởng môn ba phái nhìn quanh một vòng thường lâm tiên trầm giọng nói đi mọi người lập tức lui ra sau đó mới xoay người nhanh chân rời đi Huyền Vi Bi vẫn khó có thể che giấu. Đao gác ở trên cổ, vệ quốc không có lựa chọn, hoặc ra tiền tuyến liều mạng, hoặc bị hô diên vô hận diệt. Huống hồ quan viên vệ quốc bị bắt làm con tin còn không muốn chết, dồn dập liên hệ nhân mã của mình, để bọn hắn toàn lực phối hợp. Ba ngày sau, nhân mã quân tề tập kết đủ, đại lượng nhân mã tập kết như vậy, thám tử quân tấn không phải người mù, quân tề vừa có xu thế tập kết, cao phẩm lập tức phán đoán ra phương hướng quân tề chủ công là tam đạo cốc, liền tự mình chạy tới Tam Đạo Quốc tỏa trấn chỉ huy. Quân tề tập kết 800.000 nhân mã, mà 20 vạn quân tấn thủ ở Tam Đạo Quốc chỉ tăng thêm 10 vạn, vì bây giờ quân tấn cần phòng thủ quá nhiều địa phương, binh lực tương đối phân tán, không cách nào tập trung được. Đại lượng nhân mã của song phương đồng thời tập kết về Tam Đạo Cốc, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Cao Phẩm đứng trên một đỉnh núi, trông về đại quân từ từ ép tới, Phó tướng Kinh Hãi nói. Đại soái, thám tử báo, Hô Diên vô hận tự mình đốc chiến, xem trận thế này, sợ là hô diên vô hận muốn không tiếc trả giá. Cao phẩm không lên tiếng, hắn lại lần nữa mặt đối mặt quyết đấu với hô diên vô hận. Vù vù, tiếng kèn lệnh nặng nề thổi lên, giết, tiếng hô vang lên rung trời, mười vạn nhân mã của vệ quốc như núi hồ biển gầm vào tới, thanh thế làm tướng sĩ ở trên tam đạo cốc khẩn trương. Cao phẩm ở tuyến đầu phóng ngựa phi nhanh, rút ra bội kiếm, rong rủi hô lớn. Tất thắng, tất thắng, tất thắng, tự mình cổ vũ sĩ khí các tướng sĩ thấy đại tư mã đích thân tới, cùng bọn hắn chiến đấu, nhất thời an tâm không ít, lập tức cuồng hô theo. Tất thắng, tất thắng, tất thắng, 10 vạn đại quân của vệ quốc vào tới, hậu phương còn có đại quân tề quốc kéo dài, giống như thủy triều đen kịt. Binh mã ở tiền phong vào tới dưới sườn dốc, tốc độ xung kích lập tức chậm lại, nhưng y nguyên không muốn sống sông về phía trước. Không sông lên không được, phía sau đại quân tề quốc áp trận, người thối lui, giết. Đợi quân địch tiếp cận, tướng lĩnh chỉ huy ở trên dốc gầm lên. Thả, trong chớp mắt, đá, gỗ, ầm ầm lăn xuống, và lật từng mảng từng mảng, đồng thời mũi tên như chút nước bay vụt xuống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Phía dưới cung tiến thủ cũng bắt đầu đánh trả, mật độ mũi tên còn chưa giảm, đại lượng tu sĩ về quốc dơ tấm khiên vọt ra, không ít tu sĩ ngã ở dưới mâu thép. Tam đại phái của về quốc cũng bị hô diên vô hận bức không thể không gắng sức cuối cùng, phát động tiến công bất cứ giá nào. Sắc mặt cao phẩm nghiêm nghị, nhìn ra rồi, lần này quân địch là muốn không tiếc trả giá. Không chỉ đại lượng tu sĩ bất cứ giá nào liều mạng, mà đại quân vệ quốc bị đẩy vào tuyệt cảnh càng chỉ có thể quyết chí tiến lên. Mặc kệ bao nhiêu tu sĩ ngã xuống, mặc kệ bao nhiêu tướng sĩ ngã xuống, cũng điên cuồng sông lên. Này là đấu pháp bất kể thương vong, Hồ Diên vô hận bị bước đến mức độ này, đã không có ý định cân nhắc vệ quốc chết sống. Đại lượng tu sĩ bắt đầu liều mạng, bắt đầu không tiếc trả giá, thậm chí lấy ra mười mấy tấm thiên kiếm phủ cuồng oanh loạn tạc trong tu sĩ tấn quốc lập tức có người phóng thích vài tờ thiên kiếm phủ chống đỡ, nhưng không thể ngăn cản đối phương liều mạng, rất nhanh liền bị tu sĩ đối phương công phá sườn dốc thứ nhất, tu sĩ song phương lập tức chém giết lại với nhau. Chỗ bị công phá, chẳng khác nào là một đường tắt không có lực cản, tướng sĩ ở phía sau lập tức liều mạng xông lên, chậm rãi xé ra lỗ hồng. Đối phương không muốn sống, sườn dốc thứ nhất không thủ được, địch nhiều ta ít, không tất yếu hy sinh không có ý nghĩa. truyền lệnh, lui về sườn dốc thứ hai đóng giữ cao phẩm ra lệnh cưỡi ngựa rời đi hô diên vô hận ở phương xa quan chiến nhìn xu thế lưu động của đại quân lạnh nhạt nói dốc rộng có hạn quân địch không cách nào tụ tập quá nhiều nhân mã ở trên dốc một khi người của chúng ta công tới trong nháy mắt sẽ từ công biến thành lao xuống hẳn là có thể đánh hạ sườn dốc thứ nhất rồi tướng lĩnh ở bên cạnh cười ha ha nói quả nhiên vẫn phải gác đao ở trên cổ bọn hắn mới bằng lòng ra sức hô diên vô hận một khi cao phẩm bỏ thủ sườn dốc thứ nhất vậy chúng ta liền không nên cao hứng quá sớm, hiện tại cao phẩm được kim tước, chân truyền, chọn dùng đấu pháp của kim tước. Căn cứ tình báo trước đó, địa phương nguy hiểm chân chính hẳn là ở sườn dốc thứ hai. Phương xa, nhân mã xung kích sườn dốc thứ nhất chậm chậm, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, dường như tuôn về phía trước. Dễ dàng đánh hạ, cũng ý nghĩa thủ quân ở sườn dốc thứ nhất thật có khả năng bỏ giữ, tướng lĩnh của Hô Diên vô hận hai mặt nhìn nhau, xem ra thật bị thượng tướng quân nói chúng rồi. Một tướng hỏi, địa hình của ba sườn dốc đều tương tự, sườn dốc thứ hai nguy hiểm ở đâu? Hồ Diên vô hận hờ hững nói. Dưới sườn dốc thứ hai nhiều rừng cây, theo đấu pháp của kim tước hẳn là bị chặt rồi. Phía trước bị công phá, đại quân tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước. Hồ Diên vô hận rủi ngửa tiến lên. Chặt, các tướng lĩnh lại hai mặt nhìn nhau. Đám người Huyền Vi thấy dễ dàng đánh hạ sườn dốc thứ nhất, không khỏi cùng trưởng môn Tam đại phái hai mặt nhìn nhau. Những người này phát hiện quả nhiên là phải liều mạng bất cứ giá nào mới được, nhìn xem hiệu quả này, đặt ở trước mắt A. Trưởng môn linh hư phủ thường lâm tiên trà trà một tiếng. Chí vào chỗ chết mà hậu sinh, hồ diên vô hận quả nhiên có phong phạm đại tướng, chiếu theo thế tiến công này, có hy vọng đánh hạ tam đạo cốc. Trường 1861, trước sườn dốc thứ hai. Ba vị trưởng môn không nhịn được trở nên hưng phấn, lại lần nữa truyền lệnh, lệnh các đệ tử các phái ra sức. Huyền Vi cũng hưng phấn, bởi vì thật nhìn thấy một tia hy vọng, nhưng ngoài hưng phấn cũng có chút phẫn nộ, giận các tướng sĩ về quốc nhu nhược, nếu sớm ra sức tử chiến như vậy, về quốc sao sẽ rơi xuống mức độ như vậy. Cần gì phải bị người gác đao ở trên cổ nhục nhã. Cao phẩm từ trên sườn dốc thứ nhất cưỡi ngựa rong rồi lao xuống, một đường lùi lại. Vọt qua bình nguyên, lúc tiếp cận rừng cây ở sườn dốc thứ hai, cao phẩm nhìn trưởng lão của khí vân tông phất tay, làm cái thủ thế chặt. Trưởng lão kia gật đầu, lập tức phi thân rời đi, bàn giao cho đám tu sĩ trốn vào trong rừng, ngăn cản tu sĩ về quốc đến trước một bước, đợi binh mã tấn quốc vọt qua, tu sĩ tấn quốc vừa đánh vừa lui, kiếm khí trong tay phách chém lung tung, từng cây từng cây bị chém ngã. trong rừng cây gần một phần ba cây cối ngã xuống. trên sườn dốc thứ hai có tiếng kèn lệnh vang lên, tu sĩ tấn quốc ngăn cản bắt đầu toàn diện lùi lại. tu sĩ về quốc đuổi theo, trên sườn dốc thứ hai bắn ra mưa tên và mâu thép, mâu thép kia từng cây từng cây hạ xuống, thật có thể nói vơ bia nứt đá, làm tu sĩ về quốc tử thương thảm trọng bước những người này lùi lại, dồn dập tránh né ở phía sau cây cối chưa đổ, chờ đợi nhân mã ở hậu phương chạy tới, để cung tiến thủ triển khai phản áp chế. Nhân mã về quốc vào tới, ở dưới tình huống cây cối ngã tứ tung, tốc độ chậm lại không ít. Hồ Diên vô hận cưới ngựa sông lên sườn dốc thứ nhất, phóng tầm mắt trông về sườn dốc thứ hai, cười lạnh một tiếng. Quả thế, nhìn thấy núi rừng loạn thất bát tao, một tướng nói. Quả nhiên chặt, đại soái chẳng lẽ muốn hỏa công? Hồ Diên vô hận ừm một tiếng, công sự phòng ngự trọng địa của quân địch ở trên tam đạo cốc, chặt nơi đây, làm muốn mượn hỏa thế. Một tướng khác cả kinh nói, đại soái một khi lửa cháy, là nhân gian luyện ngục, đã biết, vì sao không hạ lệnh rút về. Hồ Diên vô hận, bởi vì ta không muốn để cho binh sĩ tề quốc chết uổng. Vừa dứt lời, trên sườn dốc thứ hai ánh lửa bay vụt, hỏa tiến tán loạt, bình dầu hỏa tung bay, cây cối là chất dẫn cháy, trong nháy mắt hóa thành biển lửa, binh mã về quốc rơi vào trong biển lửa có thể nói cực kỳ thê thảm, quả thật như luyện ngục nhân gian, cao phẩm cưỡi ngựa ở trên dốc, xa xa trông về sườn dốc thứ nhất, có vẻ như tự ngủ Hồ Diên vô hận, có dám đến hay không? Trên sườn dốc thứ nhất, đám người Huyền Vi phóng ngựa qua nhìn thấy, Huyền Vi kêu sợ hãi. Thượng tướng quân còn không hạ lệnh lùi lại, Hồ Diên vô hận trầm giọng nói, dừng rậm phía trước, ta lặp đi lặp lại tính toán qua, phạm vi không đủ, thế lửa không thể kéo dài, chỉ cần tu sĩ ra sức mở đường tướng sĩ dùng sức sung kích nhất định có thể giết tới trưởng môn linh hư phủ thường lâm tiên lớn tiếng nói vì sao không chờ hỏa thế diệt lại sông lên ngươi là muốn mượn tay quân tấn đuổi tận giết việt binh mã vệ quốc ta sao chuyện cười hô diên vô hận khinh thường nhấc tay chỉ về hai bên ngươi nhìn hai cánh sườn dốc thế núi tương giáp quân tấn sớm có một bộ phận nhân mà áp chế không để quân ta leo bây giờ chủ lực quân tấn ở chính diện một khi quân ta chờ lửa tắt quân tấn tất chia quân lên núi Trước mắt hai sườn dốc chật hẹp, nhân mã tập hợp quá dày, không cách nào triển khai ra, nếu quân tấn chia quân lên núi từ hai bên giáp công, người có nghĩ tới hậu quả không? Thường Lâm Tiên không còn gì để nói, trưởng môn thủ chính các tàng phong cả giận nói. Vậy thì để nhân mã lùi lại, để người xông vào trong biển lửa là chuyện gì xảy ra? Hô Diên vô hận lập tức chỉ vào mũi hắn quát, hoang đường, nếu như quân ta triệt, người còn muốn đoạt lại sườn dốc thứ nhất lần nữa hay sao? vì sao cao phẩm lui giữ nơi đây để phòng, người tưởng hắn là kẻ ngu si sao. Yếu hại chân chính của tam đạo cốc là ở hai cánh, chỉ cần hắn phải một ít nhân mã là có thể bảo vệ hai cánh của tam đạo cốc, mà sườn dốc thứ nhất độ rộng có hạn, trọng binh rất khó bố trận, một khi chính diện không thủ được, hắn chỉ cần tăng binh lực ở hai cánh giáp công, cùng tiến thủ ở trên cao xả kích xuống, quân ta liền thành mục tiêu sống. Nếu như hắn lại phối lấy chính diện tiến công, sẽ rất dễ dàng đoạt lại sườn dốc thứ nhất, có thể lặp đi lặp lại lùi về sau đó tiến công tiêu hao binh lực của chúng ta. Hiện tại chính là muốn nhân lúc hắn còn chưa chia quân hai cánh, mới có khả năng thừa thế xông lên đánh hạ tam đạo cốc. Tàng phong không có gì để nói. Hô Diên vô hận hét, truyền lệnh đại quân, ổn định trận tuyến tiến lên, không cho phép tướng sĩ về quốc lùi về sau, người tự ý lùi, bức ép xung kích. Quân tề tiến lên, trắng trận ám sát hoặc bắn giết tướng sĩ về quốc lùi về sau, làm cho tướng sĩ về quốc không thể không vào tới trước tìm kiếm đường sống. Lúc này tam đại phái của vệ quốc cũng chỉ có thể tin tưởng hô diên vô hận, lệnh tu sĩ vệ quốc liều mạng. Thảm tượng trước mắt làm huyền vi dưng dưng, đường nhi cũng lo lắng, thượng thanh tông cũng có một phần đệ tử sung phong A. Giờ phút này, người vệ quốc đều hiểu, hô diên vô hận chơi chiêu này là không muốn lấy tính mạng tướng sĩ tề quốc đi lấp, mà là muốn lấy tính mạng tướng sĩ vệ quốc mở đường. Tu sĩ vệ quốc liều mạng thi pháp dập lửa, mở ra hỏa đạo. Nhưng lửa vừa tắt, phía trên hỏa tiến bắn tới, còn có dầu bình nện xuống lại làm hỏa thế giấy lên, quân vệ sông tới thân hãm ở trong biển lửa gào khóc thê lương. Trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi cháy khét, khói đặc cuồn cuộn, quân vệ nhất thời tử thương vô số, kể cả bị quân tề chém giết. Tu sĩ cường hành mở ra hỏa đạo cũng tìm được biện pháp giải quyết, thi pháp đập vỡ tan cây cối, quả nhiên làm thế lửa nhanh trong yếu bớt. Đối mặt quân tề giết chóc thúc dục, tướng sĩ về quốc rốt cuộc tìm được đường sống, dẫm lên than cốc liều mạng sông tới. Ngựa tên và mâu thép lại chút xuống như nước, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, trên đất không biết ngã xuống bao nhiêu thi thể, người phía dưới thì dẫm lên thi thể xông tới. Hô Diên bảo, Hô Diên vô hận quát, trưởng tử Hô Diên bảo lập tức cưỡi ngựa ra khỏi hàng, chắp tay nói. Có mà tướng, Hô Diên vô hận chỉ sườn dốc thứ hai, thủ quân của cao phẩm có hạn, sẽ không cùng chúng ta liều tiêu hao binh lực, trọng địa phòng ngựa chân chính của hắn ở sườn dốc thứ ba, chờ một chút đại quân toàn lực tiến lên, hắn tất nhiên hạ lệnh lùi lại, ý đồ lui giữ sườn dốc thứ ba cố thủ, sau đó chia quân hai cánh giáp không hắn đang dụ ta thâm nhập nhưng không biết này là cơ hội tốt để quân ta đoạt được tam đạo cốc người lệnh kiêu kỵ quân làm tốt chuẩn bị xuất kích một khi quân tấn bỏ thủ sườn dốc thứ hai kiêu kỵ quân lập tức đột kích nhân lúc quân tấn chưa toàn diện rút về chặn lại bức thủ quân ở sườn dốc thứ ba đến cứu viện một khi cục diện hỗn chiến hình thành bằng vào ưu thế binh lực của ta tất phá tam đạo cốc trưởng môn tam đại phái nhìn nhau lại nhìn thấy hy vọng nghe xong đối phương nói phát hiện luận đánh trận còn phải là đám người này mới được. Mà tướng tuân lệnh, hô diên bảo chắp tay lĩnh mệnh, đối mặt phía dưới tử thương thảm tượng, cao phẩm mặt không hề cảm xúc, hắn đã nhìn quen loại tình cảnh này. Một tên tu sĩ từ trên người phi cầm bay xuống, rơi ở trên sườn dốc thứ hai, bẩm báo. Đại soái ở hậu phương của sườn dốc thứ nhất, kiều kỵ quân đang tập kết. Biết rồi, cao phẩm phất phất tay, đợi người lui ra, không khỏi cười gần. Xem ra biện pháp của kim tước thật hữu hiệu, kéo, kéo đến đối phương không chịu đựng được tự nhiên sẽ bước sai đường. Lại muốn ở vùng núi dùng kỵ binh tới đối phó ta, hô diên vô hận, người thật không để cao mỗ vào trong mắt a. Ngẩng đầu nhìn phi cầm quân địch tuần tra ở trên không trung, quay đầu lại nói. Thái thúc trưởng lão, hiện tại có thể thông báo các pháp sư chuẩn bị. chương 1862, rửa sạch nhục nhã là ở hôm nay. Được, một trường lão gật đầu, đang muốn rời đi, cao phẩm lại nhấc tay ngăn cản, chỉ chỉ phía trên phía trên có con mắt phe địch nhìn chằm chằm nhất định phải chờ tới khi quân ta lùi lại mới động thủ không thể để phe địch nhận ra đối mặt đại thế hô diên vô hận triệt binh về tề đã thành chắc chắn có thể trọng thương đối phương ở trước khi triệt binh hay không là ngay trận chiến này cần phải thỏa đáng bằng không đừng trách ta không cho trưởng lão mặt mũi quân pháp là không nhìn ai trưởng lão nói cao đại nhân yên tâm nhất định dốc hết toàn lực làm thỏa đáng nếu có sai lầm cam nhận quân pháp cao phẩm gật đầu được, xin nhờ, trưởng lão chắp tay tuân lệnh, lui ra đi an bài. Thay đổi bình thường, đường đường trưởng lão khí vân tông, sao có thể để cao phẩm ở trong mắt, nhưng đến trên chiến trường, thì phải phục tùng cao phẩm chỉ huy, chiến tranh không phải trò đùa, liên lụy tới vô số người sinh tử, liên lụy tới khí vận của một quốc gia, không thể tư cao thân phận mà làm ra sự tình ngu xuẩn. Một khi bởi vì không phục tùng chỉ huy mà gây ra chuyện gì, trưởng lão khí vân tông như hắn cũng không chịu nổi, ít nhất vị trí trưởng lão là ngồi không yên lần này hết thầy tu sĩ của tấn quốc đều tham chiến cùng đại quân hiệp đồng tác chiến toàn bộ đều phải nghe cao phẩm chỉ huy khí vân tông đã cho cao phẩm quyền sinh quyền sát tự nhiên có tu sĩ tinh nhuệ hiệp trợ cao phẩm chấp pháp tuy mũi tên dày đặc nhưng luôn có thời gian bắn ra đối mặt binh mã về quốc chết cũng phải xông lên rốt cục vẫn có bộ phận người vọt lên cùng nhân mã tuyến đầu của tấn quốc chém giết một lỗ hồng xuất hiện phòng tuyến bị xé ra từng bước trong nháy mắt song phương đã biến thành đánh giáp lá cà một khi đánh giáp lá cà thì ý nghĩa mũi tên công kích phải dừng lại, quân vệ ở dưới dốc đã coi mình là quỷ gào thét sông lên. Đại nhân, đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể động thủ, nhân mã có thể lùi lại. Trường lão trở về, nhìn Cao Phẩm bẩm báo, mắt thấy quân địch đã công tới, Cao Phẩm quan tâm thế cục chiến trường, trầm giọng nói. Chờ một chút, chờ đến khi quân địch ở sườn dốc thứ nhất và sườn dốc thứ hai bắt đầu chỉnh đốn trật tự, Cao Phẩm hét. Đại Hồ Tử, một tướng lĩnh mặt dâu quay nón đi ra, chắp tay nói có mà tướng, cao phẩm, xuất lĩnh một vạn nhân mã đoạn hậu, chỉ cần ngươi có thể sống sót, chính là thống tướng một châu. Các tướng lĩnh lập tức nhìn về phía đại hồ tử, sắc mặt nghiêm nghị, đại soái nói lời này, là biết có ý nghĩa gì, này là muốn đại hồ tử liều mạng, hơn nữa chín phần sẽ chết. Mà tướng tuân lệnh, đại hồ tử không chút do dự chắp tay lĩnh mệnh, nhưng cuối cùng vẫn nói một yêu cầu. Đại soái nếu như mà tướng không thể quay về, một trai một gái trong nhà mà tướng mong đại soái hỗ trợ chiếu cố. Cao phẩm cắn răng nói, nếu ngươi không về được, nhi tử của ngươi chính là nhi tử của ta, nữ nhi của ngươi chính là nữ nhi của ta, ta thu bọn hắn làm nghĩa tử, nghĩa nữ, cao phẩm ta còn một ngày, bọn hắn hưởng vinh hoa phú quý một ngày. Trước mặt chư tướng nói ra lời ấy, đại hồ tử biết, đại soái quyết sẽ không nuốt lời, dùng sức chắp tay. Mà tướng đi đây, cúi đầu, xoay người rời đi, chư tướng nhìn đại hồ tử rời đi chắp tay, đã có người lệ nóng doanh tròng. Trưởng lão khí vân tông ở bên cạnh than nhẹ, lại nhìn phía trước cao phẩm lớn tiếng nói truyền lệnh cho quân ta những người còn lại bỏ thủ sườn dốc thứ hai lui ra lệnh một tiếng nhân mã phòng ngựa ở sườn dốc thứ hai cấp tốc lùi lại chỉ còn đại hồ tử xuất lĩnh nhân mã dưới trướng sông lên tử chiến chặn lại quân địch như thủy triều sông lên một người cưỡi phi cầm bay về sườn dốc thứ nhất nhìn hô diên vô hận chắp tay bẩm báo đại soái thủ quân ở sườn dốc thứ hai chỉ còn hơn vạn người đoạn hậu những người còn lại đều đã triệt hồi Hô Diên vô hận lập tức hò hét. Hô Diên bảo, có mà tướng. Hô Diên bảo lại lần nữa đi ra. Hô Diên vô hận, nhớ kỹ, vọt qua sườn dốc thứ hai, thừa thế sông lên chọc vào nhân mã rút lui của quân địch, cần phải kéo lại quân địch rút lui. Hô Diên bảo, mà tướng tuân lệnh, Hô Diên vô hận trầm giọng nói, kiêu kỵ quân, xuất kích, trên sườn dốc thứ nhất lập tức có lính liên lạc vung vẩy lệnh kỳ, nhân mã ở phía trước lập tức truyền đến từng trận hiệu lệnh, các binh sĩ dồn dập dạt qua hai bên, nhượng ra thông đạo ở chính giữa. Ngay cả đám người Hô Diên vô hận ở trên dốc cũng tránh ra hai bên. Hô Diên bảo nắm dây cương, chiến mã hí lên, khua thương chỉ về sườn dốc thứ hai quát. Kiêu kỳ quân, xuất kích, bản thân trước tiên thúc ngựa lao xuống dốc, một đám tu sĩ nhanh chóng đi theo hộ vệ, một cây quân kỳ phần phật lay động theo sát kiêu kỳ quân. Kỵ binh lan tràn đến trên dốc, lại như thủy triều chút xuống, đuổi theo quân kỳ phóng đi. Đối mặt khí thế mênh mông cuồn cuộn, Trưởng môn Tam đại phái của Vệ Quốc thở phào nhẹ nhóm, quân tề rốt cuộc ra tay rồi, hơn nữa là phái ra kiêu kỳ quân tinh nhuệ nhất xuất kích. Người bên Vệ Quốc có chút hưng phấn, chờ mong một lần đánh hạ Tam đạo cốc. Trong quân tấn rút lui, một tu sĩ từ trên lưng phi cầm nhảy xuống, nhìn Cao phẩm bẩm báo. "Đại soái, hô Diên bảo tự mình dẫn đại lượng kiêu kỳ quân đánh tới." Cao phẩm trầm giọng nói, "Biết rồi, lại thăm dò." "Vâng." Tu sĩ lắc mình bay về không trung chiến mã ầm ầm mang theo trận gió vọt qua thung lũng giữa hai dốc xông lên chém giết loạn quân ở sườn dốc thứ hai bạch trên sườn dốc thứ nhất hô diên vô hận rút bảo kiếm bên hông chỉ về phía trước đại quân đuổi tới toàn diện tiến công tiếng kèn lệnh thổi lên quân tề nhất thời toàn diện xung kích hô diên bảo giết tới trên sườn dốc thứ hai khô thương chỉ về phía trước hô to một tiếng phong 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 tất cả kỵ binh đồng thời phát sinh khẩu hiệu đều nhịp nhân mã đoạn hậu của quân tấn quá ít rất dễ dàng bị xé ra lỗ hồng trong nháy mắt bị kỵ binh bao phủ hô diên bảo lao xuống sườn dốc thứ hai vô số kỵ binh hô lớn phong cổ vũ sĩ khí như thủy triều lao xuống nghe được tiếng hô và tiếng chân rít gào lao đến quân tấn lùi lại vừa nghe đều biết là kiêu kỵ quân đến nhất thời không biết có bao nhiêu người sợ hãi cao phẩm bỗng nhiên gìm ngựa nhìn về sườn dốc thứ hai gào thét đại quân liệt trận nghinh địch tiếng kèn lệnh vang lên quân tấn rút lui toàn bộ dừng lại cấp tốc thay đổi phương hướng, tập kết bố trận. Trận thành, cao phẩm phất tay đẩy về phía trước, quân tấn bắt đầu tiến lên. Hô Diên bảo cười gần, quân tấn vội vàng còn muốn lấy bộ tốt để ngăn cản kỵ binh của hắn xông lên thế, quả thực là mở chuyện cười. Nhưng nụ cười còn chưa tan, thân thể đột nhiên mất đi cân bằng, ngựa phát sinh tiếng hí bi thảm, hất hắn bay ra ngoài. Tu sĩ hộ vệ đang xông theo, lại phát hiện bản thân cũng mất đi cân bằng, theo quán tính xông lên. Đâu chỉ bọn hắn, kiêu kỵ quân vào tới đều ngã, từng mảng từng mảng như lăn củ cải, trong lúc nhất thời, tiếng hí của chiến mã liên miên, thống khổ gào thét. Trên đất có hố, rất nhiều hố sâu nhưng không lớn, vừa vặn có thể để móng ngựa đạp vào, đều là lúc quân tấn rút lui, tu sĩ ở trong hỗn loạn lén lút đào ra. Sở dĩ bố trí ở trong lúc rút lui, là lo lắng lộ bí mật, trong quân người nhiều mắt tạp, có thám tử do phe địch xếp vào không có gì lạ. Ngay cả tu sĩ trước lúc động thủ cũng không biết bất kỳ phong thanh. Này là một trận đánh úp, cao phẩm trinh chiến một đời, biết rõ đánh úp phải bảo mật, một khi tiết lộ phong thanh, sẽ mất đi hiệu quả đánh úp. Những cái hố kia rất nhỏ, lại có cỏ dại che lấp, quân tấn lâm thời vào tới căn bản không phát hiện được. Mà lâm thời bố cục, coi như có thám tử phát hiện, cũng không kịp truyền tin tức. Ngựa chạy băng băng dẫm phải, sẽ lập tức gãy chân ngã nhào. Loại cảm bẫy này ở địa phương khác sẽ không có tác dụng gì, nhưng cao phẩm rất biết lợi dụng địa hình địa lợi. Chương 1863, thu phục 1. Cao phẩm cũng không hổ là danh tướng kinh nghiệm xa trường lâu năm, địa điểm thiết trí cạm bẫy cũng cực kỳ chú ý, là trải qua hắn tính toán chi ly, đủ để chí mạng. Điểm thiết trí đủ cho kiêu kỵ quân không gian đại quy mô lao xuống dốc. Chiến mã ở phía trước ngã một mảnh, phía sau vào tới va lật, đại lượng chiến mã ở trên dốc điên cuồng lao xuống, căn bản không cách nào dừng thế sông lên. Keng, cao phẩm rút kiếm, chỉ về phía trước, giận dữ hết. Các huynh đệ tấn quốc, đánh bại kiêu kỵ quân rửa sạch nhục nhã là ở hôm nay, giết mắt thấy kiêu kỳ quân đổ loạn thành một đống, sĩ khí quân tấn đại chấn, nhất thời tiếng hô giết rung trời, bắt đầu điên cuồng phản công. Mũi tên như mưa bao trùm sườn dốc thứ hai, cao phẩm quay đầu lại, truyền lệnh thủ quân ở sườn dốc thứ ba, 15 vạn nhân mã không giữ lại ai, bỏ thủ sườn dốc thứ ba, quân chia thành hai lộ nhanh chiếm hai cánh, không tiếc trả giá chạy tới trung lộ ngăn quân địch rút lui. Một tướng giật mình nói, a không giữ lại ai, bỏ thủ sườn dốc thứ ba, đại soái cao phẩm gầm lên, người làm hỏng chiến cơ, chém. Vâng, tướng kia lập tức lĩnh mệnh chấp hành. Thủ quân ở sườn dốc thứ ba nhận được quân lệnh cấp tốc lan qua hai cánh, có người trượt chân rơi xuống dưới núi cũng mặc kệ, chấp hành quân lệnh không tiếc trả giá chạy tới. Đội tu sĩ theo kiêu kỵ quân chống cự ở phía trước, cùng đại lượng tu sĩ tấn quốc vò tới chém giết lại với nhau. Cao phẩm lớn tiếng hò hét, người lấy thủ cấp của hô diên bảo, trọng thường. Trên sườn dốc thứ hai nhất thời rối loạn, đại lượng kỵ binh không xông tới được, trên dốc lại có người mình ngăn cản, mà Kỵ binh ở trên dốc và sau dốc đối mặt bộ tốt của phe mình như nước thủy triều sông tới cũng không thể quay về. Đối mặt quân lệnh toàn diện tiến công, có thể nói càng ngã càng lợi hại, rối loạn, triệt để lộn xộn. Hồ Diên vô hận ở hậu phương chỉ huy tác chiến thấy trạng thái tiến binh ở phía trước trì trệ, không khỏi cả kinh, hò hét. Chuyện gì xảy ra? Trên phi cầm nhảy xuống một người, cấp báo, đại soái, quân địch ở trước sườn dốc thứ ba bố trí cạm bẫy tiền phong của kiêu kỳ quân đại lượng té ngã quân tấn bắt đầu phản công hô diên thiếu tướng quân rơi vào vây công tình cảnh cực kỳ nguy hiểm lời này vừa nói ra cha hồ ở bên người hô diên vô hận đột nhiên vung tay áo trong nháy mắt thoát ly lưng ngựa như chim đại bàng rời đi vội vàng chạy tới tuyến đầu giao chiến bỗng có người từ trên trời giáng xuống cấp báo đại soái thủ quân ở sườn dốc thứ ba đang nhanh chóng lao tới hai cánh hô diên vô hận nắm chặt hai tay bỗng lớn tiếng nói lui, toàn quân lập tức rút lui, nhưng binh mã rối loạn nào có dễ dàng rút đi như vậy. Trên sườn dốc thứ hai, kỵ binh bị ngã ở dưới mưa tên, cơ hồ là đối mặt một trường giết chóc, không hề có sức chống cự. Hô Diên bảo thoi thóp, máu me khắp người, trên người cắm bảy tám mũi tên. Sự tình phát sinh quá vội vàng, chiến mã ngã nhào, hắn không kịp chuẩn bị, một làn sóng mưa tên liền bắn đến, tu sĩ hộ vệ cũng không kịp bảo vệ Hô Diên bảo. Lúc này một tu sĩ ôm Hô Diên bảo, mấy tu sĩ khác liều mạng chống cự, muốn hộ vệ Hô Diên Bảo trọng thương thoát hiểm. Nhưng Cao Phẩm nhằm vào Hô Diên Bảo hạ xuống quân lệnh, muốn lấy thủ cấp của Hô Diên Bảo, một đám tu sĩ vì đoạt công này ra sức chém giết, làm Hô Diên Bảo và nhân viên hộ vệ khó có thể thoát thân. Sở dĩ Cao Phẩm nhìn chằm chằm Hô Diên Bảo không thả, là bởi vì chỉ cần giết được Hô Diên Bảo, tất nhiên có thể phá hủy quân tâm sĩ khí của Tế Quốc, ngay cả nhi tử của Hô Diên vô hận cũng chết trận, lòng người Tề Quốc ảnh hưởng có thể tưởng tượng được, có lợi cho sau này toàn diện tác chiến. Mắt thấy mấy tên tu sĩ che chở hô diên bảo ở trong loạn quân khó có thể thoát thân, bỗng nhiên một người từ trên trời giáng xuống, đẩy lui tu sĩ vây công. Người tới chính là quản gia của hô diên gia, cũng là hộ vệ hầu cận bên người hô diên vô hận, cướp hô diên bảo đến tay, trở tay oanh ra một trường, đánh bay một đám quân sĩ tấn quốc vào tới. Nhưng cũng chỉ như một tảng đá ném vào trong sông bắn lên bọt nước, binh mã tấn quốc ở bốn phía không nhìn hắn, như cũng điên cuồng sông về phía binh mã tề quốc. Trưởng lão khí vân tông đi ở bên người cao phẩm mắt sáng lên, lắc mình bắn ra, người ở trên hư không đã lấy ra một cương trùy to lớn, điên cuồng đập xuống. Cha hổ ôm hô diên bảo bay lên trời nghe có thanh âm sấm gió, vội vàng ngẩng đầu, thấy bị tập kích, búa lớn như lôi đình đập tới, mắt thấy muốn đập trúng đầu mình, vội vàng đưa ra một tay, mạnh mẽ chống đỡ. Cạch, cương trùy và khuỷu tay va chạm, phát sinh tiếng nổ vang. Cương trùy bị đánh văng ra, cha hổ cũng chấn động rơi vào mặt đất, lúc rơi xuống đất vung cánh tay quét bay binh sĩ dùng thương đâm đến trưởng lão khí vân tông xoay người xúc thế lại lần nữa vung trùy công kích cha hổ nhìn về phía không trung trong mắt lóe ra ý lạnh nhưng quay đầu nhìn lại hô diên bảo thoi thóp lập tức không trần trừ nữa đánh bay binh sĩ ngăn cản sông ra ngoài từ trong một đám tu sĩ dây dưa giết ra ôm hô diên bảo bay vọt nhanh chóng thoát thân trưởng lão khí vân tông hơi truy đuổi nhưng quay đầu nhìn lại cao phẩm sợ chủ soái có sơ suất cũng lắc mình trở về, tới bên người cao phẩm nói. Hồ thẹn, vẫn để hô diên bảo thoát thân, bất quá hô diên bảo chúng tên chỗ yếu hại, sợ là không thể sống. Cao phẩm gật đầu, ném sự tình này ra sau đầu, chăm chú chỉ huy chiến trường. Cái gì gọi là binh bại như núi đổ, quân lệnh rút lui vừa truyền đến. Người ở khu vực này dẫm lên đồng đội cũng không cách nào tránh khỏi, người quá nhiều. Sau khi hai cánh quân tấn chạy tới, liền khống chế hai bên đỉnh núi của Tam Đạo Cốc, vô số cung tiến thủ dương cung, mưa tên bắn về phía bầu trời. Trên núi đường khó đi, không kịp hoàn toàn điều binh, nên cao phẩm hạ lệnh chỉ cần ngăn cản vị trí chính giữa là được. Trong phút chốc, mưa tên như chút nước bay về phía không trung, lại dồn dập rơi vào chiến trường. Quân tề rút lui lại loạn tùng phèo, hậu phương lại có quân tấn xung phong đến, quân tề tranh nhau chen lấn rút lui triệt để không còn trật tự. Hồ Diên vô hận khẩn cấp thiết trí một phòng tuyến ở sườn dốc thứ nhất, tránh cho nhân mã ở phía trước trốn về xung kích nhân mã ở phía sau, ngăn cản đại quân toàn diện hỗn loạn. Đợi nhân mã ở hậu phương rút đi, mới mở lưới thả nhân mã ở phía trước trở về, nhân mã ở phòng tuyến thì đoạn hậu yểm hộ. Hồ Diên vô hận lùi lại khẩn cấp điều chỉnh trật tự, phòng ngừa quân tấn xung phong công kích liên quân tề, vệ. Sau đó nhân mã đoạn hậu cũng chậm rãi lùi lại, từ bỏ thủ vững sườn dốc thứ nhất, không có biện pháp, quân tấn chiếm cứ địa lợi, đợi thời điểm quân tấn ở hai cánh chạy tới sườn dốc thứ nhất từ hai cánh giáp công phối hợp đánh chính diện, sườn dốc thứ nhất căn bản không thủ được. Liên quân tề vệ rút lui đến khu vực Bình Nguyên, đã lần nữa liệt trận chuẩn bị chiến tranh, nhưng sĩ khí đê mê. Một thân ảnh ôm Hô Diên Bảo trở về, chính là cha hổ, chậm rãi thả Hô Diên Bảo nằm ở trên đất. Hô Diên vô hận tung người xuống ngựa, nhìn thấy nhi tử vẫn co giật, nhìn cha hổ. Sắc mặt cha hổ nghiêm nghị, khẽ lắc đầu, ta đã tận lực, hắn vừa mang người thoát ly chiến trường, liền tiến hành cứu trị khẩn cấp, nhưng Hồ Diên Bảo bị mấy mũi tên bắn trúng chỗ yếu, hiện tại không tắt thở đã cực kỳ miễn cưỡng. Hồ Diên vô hận minh bạch ý tứ của hắn, một tu sĩ khuôn mặt dơ bẩn xuất hiện, dương dương lắc đầu nói. Là ta bảo hộ thiếu tướng quân bất lợi, nhưng khi đó sự tình phát sinh quá nhanh, chiến mã đột nhiên ngã nhào, còn không làm rõ chuyện gì xảy ra, mưa tên đã bao trùm đến, không kịp. Hồ Diên vô hận mạnh mẽ nhấc tay, ngăn hắn nói tiếp, quỳ một gối ở trước mặt nhi tử, môi căng thẳng. Phụ, thân, chương 1864, thu phục 2. Khóe miệng Hô Diên Bảo chảy máu, không biết muốn nói cái gì, trong mắt phóng ra hào quang dị dạng, một tay run run chậm rãi nâng lên. Người có kinh nghiệm đều có thể nhìn ra, hắn đã nằm ở trạng thái hồi quang phản chiếu. Hô Diên vô hận đưa tay đi nắm tay nhi tử, nhưng trong nháy mắt hai tay đụng nhau kia, cánh tay nâng lên vô lực rơi xuống đất, đầu Hồ Diên bảo lệch đi, không còn động tính, ánh mắt không còn ánh sáng, máu ở khóe miệng còn chậm rãi chảy ra mấy mũi tên vẫn cắm ở trên người hắn, chúng chỗ yếu hại, cha hổ cũng không dám rút loạn. Tay hồ diên vô hận duỗi ra cương cứng, chậm rãi ngước đầu nhìn trời, hai mắt đóng lại, thật lâu không nói. Mọi người đều trầm mặc, ngay cả đám người về quốc phẫn nộ mà đến cũng im lặng, vốn định chất vấn một phen, nhưng người ta ngay cả nhi tử cũng chết trận, còn có thể nói quân tể bức quân vệ chịu chết sao. Hồ Diên vô hận đứng lên, thở ra một hơi nói. Khiêng xác đi, không có lời nói đối xử đặc thù, cũng không toát ra bất kỳ thương cảm, như cái gì cũng chưa từng xảy ra, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía tam đạo cốc, nơi đó thây ngã khắp nơi, tam đạo cốc đã bị quân tấn chiếm lại. Hai bên có thân vệ đi qua, yên lặng khiêng thi thể hô diên bảo rời đi. Ở phương hướng sơn mạch, lục tục còn có tu sĩ bên này chạy về. Đường nhi rất lo lắng, ánh mắt nhìn chung quanh, đệ tử thượng thanh tông chỉ trở về một phần, còn có một phần không trở về, bỗng nhiên ánh mắt tỏa sáng. Đường tố tố trở về, dẫn mười mấy đệ tử bay về, sau khi gặp mặt, mỗi người đều cực kỳ chật vật. Lúc đó thế cục quá loạn, bọn hắn là từ hai cánh của tam đạo quốc lao ra, đi vòng một vòng mới trở về. Đường tố tố đã tóc tai bù xù, phía sau lưng còn cắm ba mũi tên, vết máu nhuộm đỏ vạt áo. Trước nóng lòng thoát thân, sợ không dễ khống chế thương thế sẽ mất máu quá nhiều, nên nhất thời không rút tên. Trưởng lão, mọi người vây lại, đường nhi tự mình động thủ, giúp nàng rút tên ra, hỏi. Không có chuyện gì chứ, không chết được, đường tố tố lắc đầu, sau đó chỉ vào mũi tên trên đất, tức giận nói. Các người xem, này là người mình bắn, ta ở phía trước giao thủ với tu sĩ quân địch, không nghĩ tới người mình ở phía sau cũng bắn loạt, không chết ở trên tay quân địch, suýt chút nữa chết ở trên tay người mình, một đám hỗn trướng. Trưởng lão La Nguyên Công cũng có chút chật vật cười khổ nói. Trong loạn quân là như vậy, đều giết đỏ cả mắt rồi, đâu đâu cũng có nguy hiểm, người mình ngộ thương người mình rất bình thường, hẳn không phải cố ý trưởng lão tô phá hỏi đường trưởng lão đệ tử ngươi mang đi đâu đường tố tố nhìn người mấy đệ tử thượng thanh tông ở chung quanh lắc đầu chỉ còn lại những người này đường nghi nhất thời lo lắng chỉ một trận chiến thượng thanh tông liền tổn thất gần nửa không có biện pháp toàn bộ quân vệ bị đẩy lên liều mạng ngay cả tam đại phái của vệ quốc cũng lên thượng thanh tông sao có thể may mắn thoát khỏi quân tấn đã thu phục sườn dốc thứ hai lần nữa công chiếm sườn dốc thứ nhất trên sườn dốc thứ nhất cao phẩm ngồi ở trên lưng ngựa nhìn quân địch ở xa xa lại lần nữa tập kết đội hình bên cạnh chạy đến một tướng lĩnh tướng kia hiến ra một lá cờ rách nát chính là quân kỳ của kiêu kỵ quân cao phẩm cầm lên nhìn một chút bỗng ngửa mặt lên trời cười to cười rất sảng khoái các tướng lĩnh cũng nở nụ cười trưởng lão khí vân tông vuốt râu mỉm cười cao phẩm cười xong ném lá cờ trở về thu cẩn thận phái người đưa cho bệ hạ này là lễ vật đại quân ta hiến cho bệ hạ lập tức dành thời gian quét tước chiến trường phòng ngừa quân địch lại tiến công lần nữa. Vâng, chư tướng lĩnh mệnh, đúng lúc này, mọi người khiêng đến một thi thể, một tướng nước nở nói. Đại soái cao phẩm quay đầu lại, là một thi thể máu me be bét hoàn toàn thay đổi, trên người cắm đầy mũi tên của tấn quốc, còn có vài vết thương, cũng không biết là lúc quân tấn phản công bị người mình bắn chết, hay bị quân địch giết chết, khuôn mặt đã bị móng ngựa đạp lên không thành hình dạng, nhưng đại hồ tử là rất dễ nhận dạng. Hai gò má của cao phẩm co giật, tung người xuống ngựa, bước chân trầm trọng đối mặt thi thể môi căng thẳng nói không ra lời lúc hắn lệnh đại hồ tử xuất quân đoạn hậu liền biết là cử tử nhất sinh thế nhưng không có biện pháp nhất định phải có người tạm thời chặn quân địch vì kế hoạch thành công không thể để sĩ tốt quân địch lao xuống phát hiện mặt đất có vấn đề một khi bại lộ kiêu kỳ quân sẽ không rơi vào cảm bẫy. đại hồ tử và hơn vạn người kia là hắn phái đi chịu chết địch nhiều ta ít chúng ta thực không có biện pháp một tu sĩ máu me khắp người nói cao phẩm hít sâu một hơi mắt lạnh quét tới vậy sao ngươi sống sót trở về tu sĩ kia nói thực sự là không ngăn được cao phẩm lạnh lùng nói ngươi ném chủ tướng đoạn hậu bỏ chạy tu sĩ kia vội vàng khoát tay không 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 tướng quân chết trận ta mới đi cao phẩm có người chứng kiến không này tu sĩ kia nhìn chung quanh ta không biết có người nhìn thấy hay không cao phẩm chức trách của ngươi là bảo hộ chủ tướng bây giờ chủ tướng chết rồi ngươi còn có mặt mũi trở về người đâu giải xuống chém tu sĩ chấp pháp ở hai bên lập tức vào tới tu sĩ kia kinh hoàng nói đại soái đại soái trưởng lão trưởng lão cứu ta chờ đã trưởng lão khí vân tông đưa tay ngăn cản ra mặt nói cao đại nhân tình huống lúc đó người đoạn hậu rất khó may mắn còn sống sót không thể trách hết lên người hắn cao phẩm theo dõi hắn không nói lời nào trưởng lão khí vân tông bị hắn nhìn chăm chú có chút lúng túng lại than thở hắn dù sao cũng là tử tôn của thái thúc thị ta. Cao phẩm từ từ nói, trưởng lão, vô số tướng sĩ đẫm máu chém giết, chính là vì giang sơn của thái thúc thị, nếu như bản thân thái thúc thị cũng không quý trọng, vậy để các tướng sĩ chết trận làm sao chịu nổi. Người xem, phát tay chỉ về trận doanh quân địch ở phương xa, hô diên vô hận lại lần nữa chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, ngày sau tấn quốc ta xua quân công tề, còn có một trận huyết chiến thời gian lâu dài. Nếu như trên chiến trường gặp phải nguy hiểm và khó khăn, người người vì tự vệ đều tiếc tính mạng của mình, đều có thể ném chủ tướng không để ý, chủ tướng còn làm sao an tâm chỉ huy tác chiến. Trưởng lão, người nói cho ta, đến thời điểm đó cuộc chiến này làm sao đánh. Không cần biết rõ tình huống, nói chung ngày hôm nay hắn không giết tử tôn của Thái Thúc Thị là không thể. Trưởng lão khí vân tông trầm mặc nhìn đệ tử khí vân tông kia ánh mắt chờ mong, cuối cùng nhắm mắt nghiêng đầu qua bên khác. Cao phẩm quả quyết nói, kéo xuống, chém, Người lập tức bị kéo đi, phát sinh tiếng hò hét sợ hãi. "Trưởng lão, trưởng lão, trưởng lão." A, à, tiếng hét thảm vang lên, một cái đầu người rơi xuống đất, trực tiếp hành hình ở bên cạnh. Trưởng lão rất muốn bảo vệ hắn, đối phương dù sao cũng là từ tôn của Thái Thúc thị, trọng yếu nhất là kỳ thực đối phương không có sai lầm gì, đoạn hậu kia vốn là đi chịu chết, có thể sống sót đã rất không dễ, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng cao phẩm ở trước mặt các tướng lĩnh nói tới mức độ này, để hắn còn có thể nói cái gì? thật muốn ở trước mặt mọi người ra sức bảo đảm mà nói chẳng phải để chư tướng thất vọng hắn cũng nhìn ra cao phẩm là mượn cơ hội giết gà dọa khỉ là giết cho chư tướng xem càng giết cho tu sĩ khác xem để tu sĩ khác nhìn rõ tự ý ném chủ tướng thoát thân sẽ là hậu quả gì ngay cả tử tôn của thái thúc thị cũng sẽ không bỏ qua cao phẩm làm như vậy ai cũng không nói hắn gì được sau khi báo lại hoàng đế quyết không trách cao phẩm khí vân tông cũng sẽ không nói cao phẩm nửa chữ không không phải sợ cao phẩm, mà là vì giang sơn của Thái Thúc Thị. Tam đạo cốc chỉnh đốn lại công sự phòng ngự, Hồ Diên vô hận cũng chờ cao phẩm thừa cơ truy sát, nhưng sau khi cao phẩm đoạt lại tam đạo cốc, một chút ý tứ thừa cơ tiến công cũng không có. chương 1865, nổi danh, không quản quân tề người có phải sĩ khí hạ thấp hay không. Cũng mặc kệ có phải quân tề bị đánh rối loạn mà dẫn đến chiến lực giảm nhiều hay không, nói chung ta chính là rùa rụt cổ ở trên tam đạo cốc, không tham công, không cầu tiến, chỉ tử thủ ở trong này, nếu ngươi lại dám tiến bừa, chúng ta thử một chút xem. Cuối cùng Hồ Diên vô hận rút quân, cũng hạ lệnh hết thảy quân tề tiến vào về quốc tác chiến toàn diện lùi lại, lui về biên cảnh tề quốc tiến hành chiến lược phòng thủ. Trên đường lui, Hồ Diên vô hận lộ ra rất nhiều kẽ hở, hy vọng có thể đưa tới quân tấn tiến công, nhưng cao phẩm hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, hết thảy phòng tuyến thủ vững tại chỗ, bất kỳ người nào cũng không được tham công tự ý tiến công, thịt lại béo cũng không cho phép cắn, người trái lệnh. Chém, cho dù quân Tề lùi lại đã nhượng ra rất nhiều lãnh địa về quốc, nhưng Cao phẩm vẫn không chịu thừa lúc vắng mà vào chiếm lĩnh. Quân Tề đã đi xa, hắn còn muốn quân tấn tử thủ ở phòng tuyến, không được nhúc nhích, cách làm quả thực quá biến thái. Cuối cùng ngay cả triều đình Tấn quốc cũng không nhìn nổi, này không khỏi cẩn thận quá đáng đi, đây không phải đánh trận, rõ ràng chính là con rùa đen rút đầu, không ít người trên triều công kích, muốn đôn đốc Cao phẩm tranh thủ nhân cơ hội chiếm lĩnh. Nhưng Cao phẩm gánh áp lực không hề bị lay động, kiên trì chiến lược vốn có hắn làm như vậy, Hồ Diên vô hận không thể không ôm nỗi hận quay về, bởi vì thực không tìm được cơ hội hạ thủ, Cao Phẩm ngay cả một cơ hội nhỏ bé cũng không cho hắn. Cao Phẩm trầm ổn, đã có thể so sánh với Hàn Quốc Kim Tước. Đợi đến khi quân tề toàn diện rút về tề quốc, hai quân cách nhau rất xa, Cao Phẩm mới ra lệnh, từ bỏ phòng tuyến, đại quân toàn diện lên phía Bắc, dễ như ăn bánh, không uổng một binh một tốt liền chiếm lĩnh lãnh địa về quốc. Này đều là nói sau, mà trước mắt đối với tấn quốc mà nói, là một hồi đại thắng, làm tấn quốc trên dưới phấn chấn. Hai phe địch ta ở Tam Đạo cốc tập kết hơn trăm vạn đại quân chém giết, cao phẩm lấy 30 vạn thủ quân chặn lại 80 vạn liên quân tề, về tiến công, lại áp chế liên quân, lấy tổn thất không đến hai vạn người tiêu diệt hơn 20 vạn liên quân, điển hình lấy ít địch nhiều, đánh quá đẹp đẽ. Hơn nữa còn chém tướng đoạt cờ, quân kỳ của kiêu kỳ quân danh chấn thiên hạ rơi vào trong tay quân tấn, trưởng tử của Hô Diên vô hận Hô Diên bảo cũng chết ở trong tay quân tấn. Càng trọng yếu là, thần thoại vô địch chấn nhiếp ba nước phía tây của kiêu kỵ quân phá diệt, kiêu kỵ quân ở trong một trận chiến tổn thất hơn 3 vạn kỵ binh. 10 vạn nhân mã cuối cùng của vệ quốc gần như toàn quân bị diệt, còn sót lại hơn ngàn người, vệ quốc đã chỉ còn lại trên danh nghĩa. Tin tức truyền quay lại tấn quốc, có thể nói cả nước vui mừng, tấn hoàng thái thúc hùng lấy được quân kỳ của kiêu kỵ quân cao hứng không ngớt, treo lơ lửng ở trên chiều, tề quốc bất diệt, vẫn sẽ treo như vậy, lấy cái này nhục nhã Tề quốc, đồng thời hạ lệnh ban thưởng tướng sĩ tham chiến ở Tam Đạo cốc. Không biết đối với Cao phẩm mà nói, trận chiến này vẫn có tiếc nuối, thật không dễ dàng sáng tạo ra chiến cơ có lợi nhưng không thể khuếch đại. Theo hắn đánh giá, ít nhất cũng phải diệt hơn 10 vạn nhân mã của Tề quốc, nhưng Hồ Diên vô hận không hổ là lão tướng sa trường, kinh nghiệm giàu có, đúng lúc ổn định bại quân, không để cục diện binh bại như núi đổ khuếch đại. Nếu không, lúc đó Cao phẩm thật có khả năng thừa cơ xua quân truy sát mà sau khi tin tức bại trận truyền quay lại tề quốc tề quốc trên dưới lòng người bàng hoàng ngay cả hồ diên vô hận cũng nếm mùi thất bại nhi tử của hồ diên vô hận chết trận tề quốc còn có thể ngăn trở thế tiến công của tấn quốc sao tâm tình của tề hoàng hạo vân đồ trầm trọng đối mặt tấu trương thỉnh tội của hồ diên vô hận hắn cũng chỉ có thể hồi phục một câu thắng bại là chuyện thường của binh gia thời điểm này không thể chỉ tội hồ diên vô hận cũng tìm không ra người càng tốt hơn đến thế thân hồ diên vô hận hạo vân đồ cũng có chút hối hận Trước không nên dục Hô Diên vô hận triệt binh. Thế nhưng đối mặt Tấn quốc lại lần nữa tập kết đại quân ép về phía Tề quốc, trên triều cho Hạo Vân đổ áp lực cũng rất lớn, ý kiến của các triều thần không thể nói không có đạo lý. Tấn quốc sắp đánh vào Tề quốc, Hô Diên vô hận ngươi ở vệ quốc đánh với Cao phẩm lại đánh lâu không xong, vậy còn liều chết với Cao phẩm làm gì? Đã không cách nào thủ thắng, đương nhiên phải triệt binh ngăn cản thế tiến công của Tấn quốc với Tề quốc. Tính mạng cả triều đều ở trong Tề quốc, đối mặt uy hiếp tan cửa nát nhà. Cả chiều ngưng tụ lại áp lực là không có mấy người gánh vác được. Trên tay Hồ Diên vô hận nắm lấy đại quân, xảy ra sự tình cũng không sợ, nhưng trên tay bọn hắn không có binh lực tự vệ, đến thời điểm đó nên làm sao lo liệu. Một khi cục diện đến mức nhất định, Hồ Diên vô hận lấy đại cục làm trọng người ở phương xa, là có thể bỏ rất nhiều người không để ý, đến thời điểm đó tất cả mọi người chỉ có thể quỳ xin Hồ Diên vô hận, không làm gì được hắn. Tự nhiên là phải nhân lúc còn có thể khống chế tạo áp lực tự nhiên là muốn bức hô diên vô hận mau chóng triệt binh. Người trên triều liên thủ tạo áp lực, chỉ là phương diện lương thảo hậu cần đã làm hô diên vô hận sứt đầu mẻ chán. Mà lợi ích của tam đại phái tề quốc cũng đều ở tề quốc, này cũng là áp lực to lớn. Hạo vân đồ chỉ có thể tạo áp lực lên hô diên vô hận, thúc giục mau chóng triệt binh, mưu đồ ở tề quốc chuẩn bị chống cự thế tiến công của tấn quốc. Hô diên bảo được lễ ngộ tự nhiên khác tướng sĩ bình thường, không nói cái khác, chỉ nói từng vì tề quốc lập xuống vô số công lao hãn mã, thi thể được tu sĩ trở về tề kinh hậu táng. Hồ Diên ra để tang, Hồ Diên uy thân ở kinh thành thương tiếc đại ca chết trận, khóc chết đi sống lại, gặp hoàng đế xin lên sa trường báo thù cho đại ca. Hoàng đế không cho phép, quần thần cũng không cho phép, đối với một ít người mà nói, Hồ Diên uy chỉ là bao cỏ, theo các ca ca tham dự bình phản, có các ca ca bảo hộ đánh chơi còn được, người còn thật nghĩ mình năng trinh thiện chiến sao. Tự mình lính binh giao thủ với cao phẩm, không phải mở chuyện cười sao cả triều lục tục lao tới hô diên ra phúng viếng thậm chí tề hoàng hảo vân đổ đích thân tới thời điểm này đối với tề quốc mà nói tuyệt đối không phải thời điểm tốt gì phụ tử hô diên ra thất bại phảng phất như một tầng mây dày đặc bao phủ ở trên bầu trời tề quốc ngay cả sinh ý mã trường của tề quốc cũng khó thực hiện người tới giảm mạnh rất nhiều người đã không có tâm tư đi chơi cũng muốn khiêm tốn một chút tề quốc nếm mùi thất bại người chạy đi xa hoa đổi trụy sống phóng túng mà nói được sao hô diên vô hận lại nếm mùi thất bại Tình hình cụ thể ở Tam Đạo Cốc, nhất thời thành sự tình trọng yếu mà quân đội các quốc gia dò hỏi phân tích, người tham dự nhiều như vậy, tình hình cụ thể là không che giấu nổi. Phủ thứ sử Nam Châu, trong anh Vũ Đường, thương chiêu tông nhìn địa đồ, nhìn chăm chú bản đồ Tam Đạo Cốc một lúc lâu. Trên xe đẩy, Mông Sơn Minh cầm tình báo có quan hệ tới Tam Đạo Cốc kiểm tra, sau một hồi lâu, buông tay, đặt ở trên bàn, khẽ than thở một tiếng. Trận chiến này, bại không oan a à, thương chiêu tông cũng hít sâu một hơi cũng không biết Hồ Diên Vô Hận là nghĩ như thế nào, khu vực hẹp dài như vậy, lại là vùng núi, Hồ Diên Vô Hận lại lấy kỵ binh cường công, coi như có nắm chắc cũng không tránh khỏi quá mạo hiểm. Mông Sơn Minh than thở, hắn cũng là bất đắc dĩ, cũng thực là bị cao phẩm kéo không có cách nào, cũng có thể nói là bị triều đình tề quốc bức không còn đường lui. Thương Chiêu Tông thỉnh giáo, xin được chỉ giáo, chương 1866, đồ vô xịt một. Mông Sơn Minh, quân tề tập kết trọng binh tiến vào về quốc, đặc biệt là Hồ Diên vô hận hắn lĩnh quân trận thế lớn như vậy trên dưới Tề quốc ôm kỳ vọng quá cao chưa đạt được chiến quả lại bị quân tấn bức lui bị làm cho thu về Tề quốc ngay cả Hồ Diên vô hận hắn cũng không có biện pháp quân tấn lại mang khí thế diệt vệ đối với Tề quốc ảnh hưởng quân tâm sĩ khi quá lớn bây giờ giao chiến với tấn quốc quân tâm sĩ khí của Tề quốc lại không có tinh thần tử chiến chống cự làm sao có thể thắng nói cách khác trước khi tìm được thời cơ rút lui có lợi bản hắn làm sao có thể dễ dàng rút lui. Thay đổi là ta, tình nguyện chờ đến khi quân Tấn ở phía Tây đánh vào Tề quốc, có lý do không thể không hồi binh gấp rút tiếp viện lùi lại, cũng tốt hơn đánh không thắng lui về như vậy. Nhưng chủ lực Tề quốc ở bên ngoài không trở về, quân Tấn lại áp sát Tề quốc, Vương Gia thử nghĩ triều đình Tề quốc sẽ phản ứng như thế nào. Thương Chiêu Tông nói, những kia người lo lắng cho tính mạng của mình, sẽ không quản nhiều như vậy, tất nhiên sẽ dục hô Diên vô hận triệt binh. Phong Thanh triều đình Tề quốc dục triệt binh vẫn luôn có nghe thấy. Bây giờ nghe quân tấn tập kết trọng binh xâm lấn, tất nhiên tạo áp lực với Hồ Diên vô hận. Mông Sơn Minh, Hồ Diên vô hận và Cao phẩm rằng có lâu như vậy, vẫn không có vọng động, chẳng lẽ hắn không biết nguy hiểm khi cường hành tấn công Tam đạo cốc, nếu không biết còn chờ đến hiện tại mới cường công. Cao phẩm thiết trí phòng tuyến, chỉ có hậu phương Tam đạo cốc là vùng đất bằng phẳng, một khi công phá, có thể phát huy ưu thế của quân tề, tiến có thể công lui có thể thủ hơn nữa có thể tùy thời từ ba phương hướng đánh tan thế phòng thủ của quân tấn có thể toàn diện khuấy lên trạng thái hoang mang của quân tấn ở vệ quốc khi đó chỉ cần quân tấn không chịu nổi như vậy khối thịt mỡ vệ quốc sẽ có khả năng mất tấn quốc tất nhiên sẽ tiếp viện vệ quốc nào còn có tinh lực chia quân đi đánh tề quốc tề quốc nguy hiểm tự nhiên hóa giải mà triều đình tề quốc tự nhiên cũng sẽ không bức hắn triệt binh chỉ có thể toàn lực chống đỡ sau khi cân nhắc hơn thiệt cao phẩm lại như con rùa đen rút đầu kéo hắn Hồ Diên vô hận bị làm cho bí quá hóa liều, bởi vậy mới nuốt hận quay về. Đương nhiên, bại thành như vậy cũng có quan hệ tới Hồ Diên vô hận và thống soái quân tề không am hiểu tác chiến ở vùng núi. Hồ Diên vô hận vì nổi danh liên lụy, cao phẩm thì bởi vậy rửa sạch nhục nhã, tăng mạnh sĩ khi quân tấn. Nói cho cùng, thế không ở bên Hồ Diên vô hận. Về quốc kinh biến đã để đại thế triệt để ngã về tấn quốc, tấn quốc có thể song tuyến xuất khích, nhưng tề quốc đỡ trái hở phải. Mất đi đại thế, hô diên vô hận sẽ càng khó đánh bất quá tác chiến trên thảo nguyên đối với hô diên vô hận mà nói là cực kỳ thành thạo điêu luyện tấn quốc muốn chiếm tiện nghi không dễ dàng như vậy chỉ sợ cao phẩm trải qua hô diên vô hận liều lĩnh lần này nhìn ra nhược điểm của hô diên vô hận như vậy hô diên vô hận sẽ phiền phức rồi thương chiêu tông quay đầu lại nhìn địa đồ cao phẩm thắng trận hô diên vô hận lui xa đến nay hắn còn làm rùa rụt cổ ở trong phòng tuyến không ra rất thú vị dùng đấu pháp của kim tước vững vàng, gắng đạt tới chữ ổn, chỉ cần mình có thể ổn định, đối phương liền có khả năng ra kẽ hở, quả nhiên bị hắn tóm lấy cơ hội. Nói đến đây, mông sơn minh nhìn hai chân của mình, tay sờ sờ, dường như nhớ lại cái gì đó. Thương chiêu tông nhận ra được phản ứng của hắn, biết hắn hẳn là lại nhớ chuyện cũ khắc cốt ghi tâm kia, động viên nói. Mông bá bá không giống hô diên vô hận, lúc trước mông bá bá là vì cứu bệ hạ. Mông sơn minh lắc đầu, thiện thủ giả, có thể thủ vững là bản lĩnh ghê gớm, cao phẩm vẫn rất có năng lực. Thương Chiêu Tông, không phải Mông Bá Bá nói cao phẩm chỉ học đấu pháp của kim tước sao? Mông Sơn Minh, trên chiến trường không ai có thể vĩnh viễn bất bại, vĩnh viễn là một đời người mới thay người cũ, lão nhân cuối cùng rồi sẽ điêu linh, giỏi về học tập chính là năng lực đáng giá tôn kính. Đấu pháp của kim tước không phải ai cũng có thể dùng được, thủ kỳ thực là một sự tình rất khó làm tốt, càng phức tạp hơn tiến công, cần chuẩn bị rất nhiều phương diện phức tạp. Nhấc tay chỉ về địa đồ, Vương gia nhìn cao phẩm thiết trí phòng tuyến, không tiếc bỏ qua rất nhiều địa phương công chiếm, chỉ chiếm địa hình có lợi nhất để phòng, hơn nữa các phòng tuyến bố trí vững như thành đồng vách sắt, có thể làm hô diên vô hận du tẩu ở ngoài phòng tuyến trước sau không tìm được điểm công phá, này chính là năng lực ghê gớm. Có thể dùng thành công đấu pháp của Kim Tước, đã nói rõ năng lực của cao phẩm. Trên chiến trường không có ai trời sinh đánh đầu thắng đó, đều sẽ ăn thiệt thòi, đều từ từ mài ra, có chút năng lực là bị bước ra, chỉ là có người học tập nhanh, có người học tập chậm mà thôi. Cao phẩm ổn định trận tuyến, có hô diên vô hận làm bồi luyện để hắn trường kỳ thực chiến, hắn được lợi không ít, năng lực chỉ huy tác chiến cũng tăng nhanh như gió. Trước kia cao phẩm nhiều lần thua ở trên tay hô diên vô hận, bây giờ xem ra ngược lại là hô diên vô hận thành tựu hắn. Mà trước kia cao phẩm liên tục bại, nhưng y nguyên được thái thúc hùng trọng dụng, không có thái thúc hùng, hắn cũng không có cơ hội lịch luyện này, cũng có thể nói là thái thúc hùng thành tựu cao phẩm liên lụy tới vận mệnh quốc gia, chống đỡ một tướng quân thường thắng dễ dàng, nhưng không phải ai cũng có khí phách trước sau chống đỡ một tướng liên tục thất bại, này nói rõ Thái Thúc Hùng vẫn xem trọng cao phẩm, có lẽ chính là vừa ý năng lực nào đó của cao phẩm, mà lần này tấn quốc dốc hết quốc lực, cao phẩm cũng không có để Thái Thúc Hùng thất vọng, ở thời khắc then chốt đứng vững rồi. Ai, cao phẩm gặp gỡ minh chủ, thương chiêu tông suy tư hỏi, theo mông bá bá, lần này tề quốc có thể ngăn cản quân tấn không? Mông Sơn Minh, bây giờ tấn quốc cường thịnh đến đâu cũng không phải động không đáy hồ diên vô hận vẫn có cơ hội nhưng hắn gặp gỡ là cao phẩm rút kinh nghiệm xương máu rực rỡ hẳn lên nếu cao phẩm thừa thế vững vàng mà nói hồ diên vô hận sẽ rất gian nan thương chiêu tông quay đầu lại nhìn địa đồ khẽ gật đầu mông sơn minh hỏi vương gia vị kia của mao lưu biệt viện đối với tình huống này có thái độ gì thương chiêu tông quay đầu lại cười khổ tâm hắn quá rộng không để ý vẫn là câu nói kia có việc tự nhiên sẽ tìm chúng ta, không tìm chúng ta là tùy ý chúng ta muốn chơi như thế nào cũng được, chúng ta cảm thấy làm như thế nào thích hợp thì cứ làm, hắn không can dự. Mông Sơn Minh, có thể hất tay mặc kệ cũng là một loại khí phách, nói rõ hắn có đầy đủ tự tin điều khiển cục diện, vương gia cũng gặp gỡ một người có khí phách, này là chuyện may mắn của vương gia. Những năm này, có hắn giúp vương gia nhấn trụ các phương thế lực, mới để vương gia có cơ hội đại triển quyền cước. Thương Chiêu Tông gật đầu, lại có chút trần chờ nói. Bất quá lần này cảm giác có chút không giống, hắn thật giống như không quá quan tâm chiến sự. Có thể lý giải, Mông Sơn Minh nhấc tay chỉ chỉ trên trời, có thể từ trong kia đi ra, nói rõ tay chân đã động đến đầu những người kia, này đã vượt qua tranh phong trên chiến trường, bên kia tự nhiên sẽ trở thành trọng điểm ứng phó của hắn, cũng vượt xa chúng ta bố cục, đã không tới phiên chúng ta hỏi đến. Thương Chiêu Tông than thở, này cũng chính là ta âm thầm lo lắng, một khi thiên lôi giáng lâm, chỉ sợ hết thảy đều biến thành cho bụi. Mông Sơn Minh, đã quấn vào rồi, lo lắng cái này không còn tất yếu. Hơn nữa từ hắn bãi bình một vài sự tình là có thể nhìn ra, hắn cũng rất thâm trầm, chúng ta không sờ được sâu cạn, hắn tự có phương pháp ứng đối, chúng ta làm tốt sự tình của mình là được. chương 1867, Đồ Vô Xịt 2 Ai, thương chiêu tông thở dài, liên lụy tới vô số người sinh tử, nào có thể một điểm cũng không lo lắng. Quân tề rốt cuộc toàn diện rút khỏi vệ quốc, huyền vi ngồi ở trên lưng ngựa theo quân rời đi, Vẻ mặt thê lương. Vệ quốc ở trên tay nàng mất đi, ngoại nhân là không cách nào lý giải tâm tình của nàng. Nàng đã không còn tác dụng, trận chiến ở Tam Đạo có tổn thất thảm trọng, Tam đại phái đã từ bỏ bảo hộ nàng, may là bên cạnh còn có một người không rời không bỏ, Tây Môn Tình không vẫn bồi bạn ở bên người nàng, vẫn thủ hộ nàng. Còn có mấy trọng thần Vệ quốc cũng buồn bã ủ rũ ở bên cạnh. Còn những đại thần khác đã mất đi tất cả ưu đãi. Trước mắt đã tiến vào khu vực thảo nguyên của Tề quốc trong đội ngũ tiến lên cuồn cuộn những người đã từng là đại thần kia đều biến thành cu ly đẩy xe kéo vật tư cơm ngon áo đẹp quen rồi làm không được việc nặng roi của quân sĩ áp đội sẽ không khách khí ở tam đạo cốc may mắn còn sống sót không đến ngàn tướng sĩ cũng bị giải rác biến thành cu ly đám người huyền vi tự nhiên không cần làm cái này dù sao nàng cũng đã từng là nữ hoàng vệ quốc lại là phu nhân của hoàng tử tề quốc hồ diên vô hận không đến nỗi để nàng quá lung túng nhưng sẽ không để nàng dễ dàng rời đi đạo lý rất đơn giản, bách túc chi trùng tử nhi bất cương chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy ruộng trong tay nàng còn có đồ vật vô diên vô hận cần. Tuy chính quyền vệ quốc không còn, nhưng cơ cấu tình báo vẫn còn, trải rộng thiên hạ, tề quốc muốn nắm giữ cỗ thế lực này ở trong tay mình. Huyền vi tự nhiên không chịu dễ dàng giao ra, này đã là tiền vốn cuối cùng của nàng, hoặc nói là hy vọng cuối cùng. Hiểu nguyệt các, vốn là dư nghiệt của tần quốc, dùng cái gì lần nữa lập quốc chính là vì nhân viên của Tần Quốc cố ẩn núp ở các nơi nỗ lực. Còn tam đại phái của vệ quốc, tổn thất thảm trọng, bây giờ cũng vô lực hiệu lệnh môn phái khác của vệ quốc, mà thế lực tu hành của quốc gia khác cũng khó chứa bọn hắn, trước mắt chỉ có tề quốc còn cần bọn hắn hỗ trợ tác chiến, bọn hắn tạm thời cũng chỉ có thể tiếp tục theo quân tề. Lúc đại quân lâm thời đóng quân nghỉ ngơi, Tây Môn Tình không được huyền vi phân phó rời đi, liên hệ mật thám ở phụ cận, một đường đều như vậy. Có người dường như tìm thấy quy luật này, đợi Tây Môn Tình không rời đi, Đột nhiên tiến vào lều vải của Huyền Vi. Huyền Vi đang buồn bã ủ rũ ngẩng đầu, chỉ thấy Hạo Thừa chui vào, thấy Hạo Thừa cười gần áp sát, lập tức đứng lên, chất vấn: "Đã để ngươi tự do, ngươi còn chạy tới làm gì?" Hạo Thừa khinh thường nói: "Ngươi trả lại ta tự do." Chuyện cười, nếu như không phải quân tề ta tạo áp lực, ngươi có thể thả ta tự do. Về phần tại sao chạy tới, ngươi là thê tử của ta, ta là trượng phu của ngươi, tới thăm ngươi một chút không được sao? Nơi này không hoan nghênh ngươi. Huyền Vi vung tay, xoay người không gặp, nhưng đột nhiên bên hông căng thẳng, đã bị Hạo Thừa từ phía sau ôm lấy. Huyền Vi cả kinh giấy ruộng, nàng luyện qua võ, nhưng Hạo Thừa cũng luyện qua một chút, không cưỡng lại được lực đảo của Hạo Thừa, cuối cùng bị Hạo Thừa nhấn lật ở trên giường. Thả ra ta, người đâu, người gọi đi, ta đã lệnh quân sĩ thủ ở bên ngoài, người gọi rách cổ hỏng cũng vô dụng. Người tiện nhân này, bản vương gánh chịu ô danh, nhưng không được ăn một miếng, lẽ nào có lý đó. Bạch, y phục trước ngực của Huyền Vi bị xé rách, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Ta muốn gặp bệ hạ, thời điểm Huyền Vi gần như tuyệt vọng, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm của Đường Nghi. Huyền Vi như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, lần nữa hô to. Đường Nghi, cứu ta, cứu ta, bên ngoài ầm ầm hai tiếng, một bóng người đi vào, chính là Đường Nghi. Hạo thừa quay đầu lại, thấy Đường Nghi sách kiếm xông vào, sợ đến run rẩy, liên tục lăn lộn, trốn qua một bên. Huyền Vi tranh thủ chỉnh lý siêm y, Đường Nhi bảo hộ ở trước người nàng, hầm hầm nhìn hạo thừa, tức giận quát. Đồ vô sỉ, thủ quân ở bên ngoài cũng nhảy vào mấy người, vừa thấy tình huống này, lập tức bảo hộ ở trước người hạo thừa. Điện hạ, người không sao chứ? Huyền Vi đưa tay nhấn kiếm trong tay đường Nhi xuống, nhìn đường Nhi lắc đầu, ra hiệu đừng sằng bậy. Đường Nhi cũng không thể không nuốt xuống khẩu khí này, nàng biết, bên này không thể cứu vãn, đã không trêu chọc hạo thừa nổi. Cút, Huyền Vi chỉ ra ngoài chướng quát, hạo thừa cắn răng, đã tìm người mượn cớ gọi đường nghi đi rồi, tại sao lại chạy về, hắn nhấc tay chỉ vào huyền vi. Tiện nhân, người chờ ta, đợi đến kinh thành, ta xem ngươi làm sao chạy trốn lòng bàn tay của bản vương, bản vương nhất định phải để ngươi quỳ xuống cầu xin, xem ngươi còn làm sao hung hăng.